30. Chị Trần Hương có con nào không khổ sai lờ không? Không khổ sai lờ hả chị? Chị không thích mặt hàng có khổ hả? Không biết mặt hàng có khổ sai lờ đến xem có không nào? Trời ơi em bị hết pin. Em bị hết pin ngang xương các chị ạ. Không để ý gì đến cái điện thoại hết. Rồi em chào tất cả các chị. Chị nào thấy em tương tác bài lên cho em với nhá. Chấm bài lên cho em với, chia sẻ bài lên cho em với chị ơi. Không để ý một tí nào. Rồi đây chị ơi, size L đây, em 76 đấy chị này. Em 76 size L nhá. Lấy mã mã 18, mã 18 cho em 40.000 mã 18 này. Mã 18 40k chị nào size L em 76. Lấy 18 chốt 18. Mã 18 cho em 40 chị nhá. Mã 18 40.000 chị nào size L mang vừa em 76. Rồi lấy chị một con lụa đen này. Một con lụa đen chị nào eo 68 70 chị nào sẽ thôi. Chị nào sẽ SM mang vừa cho em nhá. Chị Hoa Lệ. Em xem cái đỏ dáng. Cái đỏ đằng sau nó chỉ là size S thôi chị ơi. Chị mặc vừa không? Giờ em chỉ còn size S thôi chị. Nói chung là size nhỏ. Rồi cái con lụa đen này nhá. Lụa đen này chị nào eo 68 70 mang vừa lên mã đen đi. Mã đen cho em 50.000 mã đen nhá. Đen 50. Chị nào eo 68 70 size nhỏ. Chị này đen rất đen cho em. Mã đen đen 50. Giờ em lấy chị một con lụa dáng dài, con này bị lỗ nhẹ một xíu cho em này. Một con lụa dáng dài cho em nhá. Ngắn quá hả chị? Rồi con này chị nào size nhỏ. Chị nào mà size S, eo 68, 70 nhá. Bị lỗi, lấy lỗi chất lỗi cho em. Mã lỗi 50.000. Lỗi 50 chị ơi, lấy lỗi chất lỗi nhá. Mã lỗi 50.000, chị nào size S, eo 68 đến 70. Em 68 đến 70 mang vừa cho em để mã lỗi, lỗi 50 thì một xíu ở đằng sau thôi chị. Chị nào lấy lỗi chất lỗi cho em, lỗi 50.000 chị nào sẽ. Nói chung là size nhỏ nhá. Chị nào sẽ ép mang vừa. Mã lỗi cho em lỗi 50. Em lấy chị con này màu tím này, lấy chị một mã tím. Mã lỗi của chị Nguyễn. Rồi em lấy chị một con tím. Con tím này còn tem còn mát cho em chị nhá. Lấy mã tím đi. Tím 20.000 mã tím này. Mã tím 20 chị nào eo 72 sẽ xin lỗi mang vừa. Eo 72 mang vừa cho em nhá. Lấy mã tím. Tím 20. Mã tím cho em 20.000. Chị nào mà sẽ SM mã tím của chị Nguyễn luôn 20.000. Rồi lấy chị con caro này dễ thương ấy chị này. Một con caro cho em nhá. Hàng này là dáng đầm. Một con caro dáng đầm. Mấy cái treo có ích không có đâu chị ơi. Mấy cái đó toàn là size nhỏ thôi. Rồi con này chị nào size L mang vừa. Một con caro cho em. Chị nào lấy caro chất caro. Caro 60 nhá. Caro 60.000 chị nào size L lấy con này cho em này. Lấy caro chất caro cho em. Caro 60 chị nào size L thì lấy con đó cho em nhá. Mã tím 20 hết rồi chị ơi. Tím 20 hết. Em còn con công an, em còn con caro. Tím hết đi chị ơi. Caro của chị Mỹ Nhung. Chị Mỹ Nhung lấy lên số. À chị Mỹ Nhung lấy lên số cho em nhá. Tím hết rồi chị ơi. Rồi lấy chị một mã công nhá. Cái con công này chị nào mà eo 70, 72 sẽ SM để mang vừa lên mã công. Công cho em công 40.000 mã công nhá. Mã công 40.000 chị nào eo 72 mang vừa cho em. Rồi chị nào lấy mã công cho em, công 40.000. Mã công, công 40 nhá các chị ơi. Rồi con này chị nào cũng eo 70, 72 này. Mã công của chị Nguyễn này. Eo 72 mang vừa cho em một con màu tím nhẹ nhá. Một con màu tím nhẹ cho em lấy mã tím đi, tím 40. Mã tím cho em 40.000, chị nào sẽ xem bỏ eo 70 đến 72 mang vừa cho em lấy mã tím. Tím 40 này. Lấy tím rất tím trên hàng si. Dạ đúng rồi chị ơi, hàng si nhá chị nhá. Rồi chị nào lấy mã tím A. Đúng rồi lấy mã tím. Tím 2, mã tím trên 40. Mã tím của chị Nguyễn luôn.
59 ký. Và 59 ký vừa không, có vẻ không vừa đâu chị ơi. 59 ký chị không vừa đâu. Con đó chị không mặc vừa được. Chị nó không vừa đâu. Cong cong hết rồi chị ơi. Rồi con này chị em nhá. Cái con này chị nào sẽ SM này. SM đều mang vừa trên em 70 72 lên mạng 49. Mạng 49 trên 20.000 mạng 49 nhá. Mạng 49 20. Chị nào mà sẽ SM mang vừa. Lấy 49 chốt 49 cho em 49 20.000. Rồi lấy chị con này của bé. Một con caro của bé nhá. Bé này mà tầm 25 30 kg này. 25 30 kg mang vừa cho em mạng tím, tím hết, hết rồi chị ơi. Mạng 49 20 của chị Nguyễn. Rồi con này chị nào lấy mạng bé đi. Mạng bé cho em bé 20.000 mạng bé nhá. Bé 20. Bé này mà tầm 25 30 kg mang vừa. Mạng bé cho em bé 20.000, con kia con kìa. Lấy bé chắc bé cho em. Mạng bé 20.000 mạng bé. Nếu không vừa. Rồi ok chị. Rồi lên tiếp cho chị một con của bé này. Bé này cũng 20-25kg nhá. Nhưng mà bé này là hàng lụa. Con bé này hàng lụa cho em lấy mã lụa đi. Lụa 20. Mã lụa cho em 20.000. Bé là tầm 25kg thôi. 25kg mang vừa cho em. Rồi em lấy chị một con chân vải này. Một con chân vải màu vàng, chị nào sẽ SM nhá. SM mang vừa lại mã vàng đi, vàng 20. Chị nói số ký đi, trên tay mua để mua đồ. Nói số ký hả, lụa của chị Trần Hạnh. Chị Phương Oanh, vậy chị không vừa lấy. Chị Phương Oanh, vậy chị không vừa lấy caro. Chị Phương Oanh lấy caro hả? Chị Phương Oanh lấy caro, chị rồi ok chị. Rồi cái con này nhá. Cái con này chị nào sẽ SM tầm 50kg hội mang vừa cho em nhá. 50kg quay đầu cho em lấy mạng vàng. Vàng 20 này. Mạng vàng cho em 20.000. Nó là hàng cách tân. Ai chỉ nó là cái chân váy. Cái con vàng nó là chân váy cho em nhá. Lấy mạng vàng. Vàng cho em 20.000 mạng vàng. Chị lấy vàng chất vàng cho em. Vàng 20. Chị nào 50kg hội mang vừa cho em. Người em lấy chị con này size cũng nhỏ. 48-50kg này. Chị lấy mạng trắng đi. Lấy trắng chốt trắng nhá. Không con này size nhỏ chị ơi, con này chị nào sẽ 47-48kg thôi nhá. Chị nào sẽ mang vừa lấy mã trắng. Trắng 20. Mã trắng cho em 20.000. Chị nào lấy trắng chốt trắng nhá. Trắng trắng 20. Lấy trắng chốt trắng cho em này. Rồi em lấy chị một con màu tím. Cái này nó hình cái lá. Mã vàng 20 của chị Nguyễn. Rồi con này chị nào E7678. Chị nào size L nhá. 55-57kg mang vừa lên mã tím. Tím 40 chị nhá. Mã tím cho em 40.000. Theo 76-78 mang vừa chị nào size L. 55-57kg vừa mang vừa cho em. 55-57kg mang vừa chị nào lên mã tím. Tím nhá, tím 40.000 mã tím này. Rồi cái con này chị nào sẽ SM E7274. 50-52kg quay đầu cho em. Hàng này hàng co giãn nhẹ một xíu này. Chị nào lên mã xanh. Xanh 40.000 mã xanh nhá. Xanh 40, chị nào lấy xanh chất xanh cho em. Xanh 40.000. Chị nào lấy xanh chất xanh, xanh 40. Mã xanh, xanh 40.000. Em lấy chị con caro này. Xanh của chị Thanh Anh. Chị Thanh Anh có đơn cho chị ơi, chưa có lên số cho em nhé chị ơi. Rồi cái con caro này. Cái con caro này chị nào sẽ ép thôi. E6870 nhé, nó bị dính rơi lên một xíu này. Rồi lấy caro. Caro cho em đi, bị dính do cho em caro 30 nhá. Mã caro cho em 30.000, chị nào size nhỏ nhỏ. À rồi em nhớ rồi, em nhớ rồi. Ok chị. Tối cho em địa chỉ em đi đơn nhé chị nhá. Có gì mang đi đâu, này con này. Mã gì? Mã xanh, xanh 40 đi cho đây chị. Rồi caro cho em 30.000, chị nào sẽ ép thôi, em số 870 bị dính dơ về, chị gặp cho em với. Rồi chị nào lên mã caro. Caro. Rồi em lấy chị con đỏ này. Lấy chị một con đỏ này nhá. Có đầm dài không? Có đầm dài không hả? Đầm dài là bao nhiêu, chị eo bao nhiêu, chị mặc size gì á? Chị thích thích mai phượng nguyễn.
Rồi con đỏ này chị là eo 74, 76 nhá. Chị là size lò mang vừa. Cái này có độ co giãn nhẹ một xíu. Rồi lấy mã đỏ, đỏ 50 này. Mã đỏ cho em 50.000 nhá. Lấy đỏ cho đỏ cho em đỏ 50. Chị là eo 76 mang vừa. Chị là size lò. Size lò mang vừa cho em eo 76 quay đầu. Chị lấy mã đỏ nhá. Đỏ cho em 50.000 mã đỏ. À, chị lên đầm. Mã đỏ 50 của chị Nguyễn này. Rồi đây chị con caro này cho em nhé. Caro dáng lỡ. Con này có độ co giãn chưa? Chị nào size lò eo 76 đến 78. Con này size lò lớn nhé. Eo 76, 78 mang vừa. Mã đỏ hết chị ơi. Đỏ hết. Rồi chị nào lấy caro. Caro cho em 80.000. Caro 80 nhé chị ơi. Lấy caro chốt caro. Caro 80 à. Chị ơi chị thích dáng dài hả? Đầm đấy sẽ xanh S. Chị không... có không chị? Sẽ đó chị ơi, có đấy. Có mấy con sẽ luôn ạ. Rồi chị nào lấy caro cho em caro 80 nhá. Caro 80.000 đây chị ơi, sẽ này. Con cả, à, cái gì? Cái đỏ này chị nào sẽ mang vừa nhá. Hàng đuôi cá nhẹ cho em lấy mã đỏ. Mã đỏ cho em là 200.000. 200k mã đỏ nhá. Lấy đỏ sắc đỏ, đỏ 200.000. Rồi con này màu vàng nhẹ, lụa hai lớp dáng dài cho em lấy mã 270. Lên mã 270 cho em 230.000 mã 270 nhá. 270 230. Chị nào sẽ mang vừa. Một con kim sa màu xanh. Cái con kim sa chị lấy mã 25 đi, mã 23. Đúng hả? Cũng hàng đuôi cá nhá. Con này cũng hàng đuôi cá chị em. Một con kim sa màu xanh. Lên mã 23. Cái này về các chị may lại cho em, nó bị bụi, nó bị tuột ra thôi. Mã 23180. 23180 đây nữa chị này. Con này là mã 19. Mã 19 cho em nhé. Mã 19150. Mã 19150 này chị này. Rồi hết. Rồi em lấy chị một con xanh này. Con xanh này có độ co giãn nhá. Nếu mà chị nào mà thích hàng ôm á thì là size L mang vừa. Còn chị nào không thích ôm á thì là size SM nhá. SM mang vừa cho em lấy mã xanh. Một con xanh hoa nhí nữa chị này. Lấy mã xanh, xanh 40 cho em. Mã xanh cho em 40.000. Chị lấy xanh chắc xanh nhá. Xanh xanh 40 SM L rồi mang vừa. Lấy xanh chất xanh, xanh 40. Rồi lấy chị con màu vàng này. Màu vàng này size lớn cho em nhé. 60-65kg. 65kg qua đầu mang vừa cho em cái màu vàng. Vàng 50 rồi. Con này có túi cho em này chị này. Màu bí con chị có thể bon cho em được cho em nhé. Lấy màu vàng. Vàng 50.000 màu vàng 65. 60-65kg qua đầu cho em. 60-65kg mang vừa chị lấy màu vàng. Vàng 50 này chị này. Lấy vàng chất vàng cho em nhé. Vàng 50. Em lấy chị một con đuôi cá này xin cho. Lấy chị một mạng cá nhé. Chị nào lấy cá chất cá. Cá 60 chị nào mà sẽ thôi. Eo 68-70 mang vừa cho em. Eo 68-70 mang vừa chị lấy mạng cá nhé. Lấy cá chất cá cho em. Mạng cá này. Cá 60. Mạng cá cho em 60.000. Chị nào sẽ thôi. Eo 68-70 thôi các chị nhé. Mạng cá chị Thanh Anh. Rồi em lấy chị một con xanh dạng lỡ nữa các chị này. Một con xanh dạng lỡ 60. Con này chị nào size XL nhá. Size XL mang vừa eo 80 quay đầu cho em con này. Rồi con này chị nào eo 80 mang vừa. Chị nào lên mạng 49. Mạng 49 cho em 50.000 mạng 49 nhá. Mạng 49 50 chị nào eo 6. À eo 76. Eo 78 80 size XL. Con này chị nào sẽ XL mang vừa. Em đây nhá chị con hoa màu tím. Cái con hoa tím này size to nhá. Con này có độ co giãn nhẹ. Con này có độ co giãn nhẹ cho em. Chị nào mà eo tới 92 đến 94 nhá. Mạng 49 của chị Trần Hạnh. Rồi chị nào eo 90 đến 92 mang vừa. Size to cho em chị này.
Mã 92L92 cho em 20.000. Mã 92L92 20k nhé. Một con màu tím cực kỳ xinh. Chị này mã 92L92 cho em 20.000 cho em nhé. Rồi em lấy chị con lụa này. Cái con lụa này chị nào size nhỏ. Và chị Nguyệt Vinh có con caro trên là size S size M chị ơi. Con đó SM nhá. Caro đó là SM mang thua. Rồi con này chị nào size SL6870. Chị nào lấy mã lụa đi. Lụa 50 nhá. Mã lụa 50.000, chị nào S6870 mang vừa, chị nào sẽ S thôi. Sẽ S mang vừa, chị Trần Hạnh. Mã 92 của chị Trần Hạnh. Cái kia caro này xinh này chị này, vàng lỡ cho em. Chị Tuyết Mai có áo nào dài màu đen. Màu đen đó chị, màu đen đi như hết rồi chị ơi. À, cái này có một con màu đen chị nào chị không lên số cho em này. Mã 92 hết rồi chị cắt tường thôi. Rồi chị nào L70-72, vàng lỡ cho em nhắc lấy caro. Caro 100.000 em có một con màu đen chị này. Mã 92 hết. Lấy cái con màu đen khi này cho miệng con. Chị kia chị không lên số, khi nãy chị nào không lên số đâu. Có hai con đó. Vàng dài đó. Vàng dài cho em nữa. Đây nhá chị ơi. Con này đẹp thế vậy. Đây đây chị này. Size S M vừa L72-74 nhá. Chị nào mà cao cao á, chị nào mà cao 1m6 thì 55kg cũng vừa. Còn chị nào mà 1m6 thì tầm 52-53kg nhá. Dưới 1m6 thì tầm 52-53kg mang vừa. Rồi lên mặt đen. Đen cho em 150.000 mặt đen nhá. Đen 150. Mà đen cho em 150.000 lấy đen chất đen cho em này. Đen 150. Chị nào lấy đen chất đen cho em. Đen 150.000 cho em. Rồi em lấy chị con xanh này. Lấy chị một con xanh nhá. Cái con xanh này cổ trước và sau nó giống nhau cho em nhá. Đều là cổ chữ V. Rồi chị nào lấy mã xanh đi. Mã xanh L72-74 SM nhá. Lấy xanh chất xanh cho em. Mã xanh 20.000 mã xanh này. Xanh 20 à. Để em hỏi em con dài tay nhỉ. Dài tay dáng dài ấy chị ơi. Em có SM nhá. Lên đây chị này. Chị nào size nhỏ nhỏ thì lấy nhất sẽ SM mang vừa cho em. Lên mạng 46. Mạng 46 cho em 120.000 mạng 46. Xanh của chị Tâm Tỉ. Rồi mạng 46 cho em sẽ SM. Em có SM nhất size L em chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi phải. Còn đâu là sẽ SM mang vừa. Rồi lên mạng 46. Dáng lỡ, à dáng dài tay lỡ nhất mạng 46-120 này. Lấy 46 chất 46, 46-120. À em có cái con này nữa chị này. Em có con này hàng đuôi cá nhá. Hàng đuôi cá dáng dài, tay là tay vệt cho em. Chị nào size nhỏ nhỏ, các chị mặc nó như vậy cho em này. Dài lắm các chị ơi, con này xinh này. Rồi con này cho em về mã đỏ đi, đỏ 100.000. Mã đỏ 100 nhá, chị nào đỏ chốt đỏ cho em, đỏ 100.000. Chị nào size nhỏ nhỏ cho em nhá. Size S đi. Size M thì nó hơi chật một tí. Nói chung là size M cũng vừa, nhưng mà quan trọng cái phần mông cũng chỉ đừng có to quá. Mông tầm eo 90, mông 90 thôi nhá. Còn mông mà trên 90 là hơi chật đó. Rồi lên mã đỏ, một con đỏ cho em, đỏ 100.000 mã đỏ. Đỏ 100 nhá, chị nó đỏ cho đỏ cho em. Đỏ 100.000. Em có một con đỏ theo này cũng xinh này. Lấy chị một con đỏ theo này chị là size nhỏ. Đỏ theo này size nhỏ chị này. Chị nói đỏ theo, chốt đỏ theo cho em, đỏ theo là xinh chưa? Chị nào size nhỏ thôi nhá. Chị lấy mã đỏ theo cho em. Đỏ theo 70.000. Mã đỏ theo 70. Chị nào mà size L68. L68 quay đầu thôi. L70 là cũng chật đó. L68 đổ lại mang vô cho em. Lấy mã đỏ theo. Đỏ theo 70. Đỏ theo cho em 70.000. Mã đỏ theo nhá.
Rồi cái con này xinh này chị này. Mỗi tuần nó bị dính do cho em, chị nào em 72, 74. Nó bị rơi đó, chị nào lấy em tặng. Mà tặng đi, tặng về các chị giặt rồi các chị xài cho em này. Xinh đúng không? Mỗi tuần là bị dính do, để mà tặng nhá. Lấy tặng chốt tặng cho em, tặng chị nào sẽ SM. Chị nào lấy tặng chốt tặng cho em. Tặng là sẽ SM đó chị nhá. Rồi em lấy chị con hoa nhí này. Lấy chị con một con hoa nhí tặng cho chị Tâm Tỷ. Lên eo 7678 hả? 7678 76 đến 78 có một con này thôi chị này. Nếu mà hàng dài hàng lỡ chị em chỉ còn một con này thôi nhé chị Cát Tường ơi. Lên mạng 88. Mạng 88 cho em. Tạp tạp. Chị lời vợ eo 7678 em chỉ còn một con đó thôi. Còn hàng ngắn thì em còn. Rồi con này chị nào sai lời eo 76 này. Một con hoa nhí cho em nhé, em 76 mang đổi cho em, lấy mạng 510. Mạng 510 cho em nhé, 510 cho em 50.000 này. 510 cho em 50.000, chị lấy 510 chấp 510. 510 50k, chị nào mà size L chứ. Nói chung là SML mang vừa, con này là dáng đầm nhé. Con này nó là dáng đầm cho em, SML mang vừa cho em. Lấy 510, 510 cho em, 50.000 này, 510. 510, 50. Từ đây lên hàng lớn rồi chị này. Dáng ngắn tay lớn nhá. Tặng hết rồi chị ơi, hết tặng rồi. Tặng cho chị Tâm Tỷ rồi. Rồi con này cho em lấy chị một con tay dài. Lấy chị một con tay dài này. Chị nào size nhỏ nhỏ. Chị nào mà eo 70 nhá, eo 68, 70 mang vào tay dài. Lấy tay dài cho em, tay dài 50.000 hả, tay dài này. Tay dài 50 chị ơi, lấy tay dài chất tay dài cho em. Tay dài 50.000. Chị nào sẽ ép eo 68, 70. Đây này chị này, chị Tuyết Mai em vừa gọi đâu rồi nhở? Đây chị. Em vừa mặc thấy. Chị đi đâu mất à? Đây chị. Con này lấy con này chị em. Con đen này 150 nhé chị nhá. Đen 150. Chị này mà cao cao á, chị nào mà 1m6 trở lên thì 55kg mang vừa. Còn mà các chị dưới 1m6 thì tầm 52-53kg thôi nhá. Dưới 1m6 thì 52-53kg mang vừa lên mạng đen. Đen cho em 150 chị nhá. Mạng đen cho em 150.000 mạng đen. Đen 150. Em có hai con đen này nữa đây các chị này. Chị nào size L nhá. Con này chị nào size L mang vừa cho em lấy mã 76 đi. Mã 76 cho em, có độ co giãn cho em, size L mang vừa. Mã 76 cho 50.000, mã 76 nhé. Mã 76, 50.000, chị này em 76, size L. Size L mang vừa này. Một con size L và một con eo của nó tới 90 trên 90 nhé. Mã 76 hoặc mã 90 cho em. 76 hoặc 90 cho em nhé, 50.000 cho em này. Mã 76 hoặc mã 90 cho em 50.000 có độ co giãn. Size L và size tới 2 đến 7 khác chị. Có độ co giãn cho em. Rồi lấy chị con đỏ này. Em lấy chị một con đỏ theo nhá. Chị Cát Tường 76 của chị Cát Tường. 76 hết chị ơi, 76 chị kia rồi. Rồi lấy chị một con đỏ theo. Cái con đỏ theo này chị nào sẽ SM đời vừa này. SM mang vừa cho em nhá, lấy đỏ theo. Đỏ theo cho em 50.000 mã đỏ theo. Đỏ theo 50. Chị nói đỏ theo chốt đỏ theo này, đỏ theo 50.000. Chị nào eo 72 quay đầu. 72 rồi mang vừa cho em lấy đỏ theo nhá. Tại sao mẹ không nhìn thấy cái con này nhỉ? À, con này cũng bị lỗi nhẹ này chị này.
Con này bị lỗi nhẹ một tí xíu nhá. Mà con lụa hai lớp giảng dài cho em. Nói xong là cái phần lỗi không ăn thua gì hết. Rồi chị nào em 72-74 sẽ xem bỏ lụa hai lớp giảng dài cho em. Nói chung là nó lỗi phần sáng sau thôi. Các chị không nhìn thấy được đâu. Rồi chị nào lấy mã lỗi đi. Lỗi cho em, lỗi 50 nhá. Mã lỗi 50.000. Chị nào em 72-74 mang bùa sẽ xem bỏ được bùa này. Lấy mã lỗi. Lỗi 50 chị ơi, lỗi 50.000. Lỗi 50 nhá, chị nào lỗi chút lỗi này. Hôm nay chị phân một con trắng hình con công. Con trắng này chị nào là E74. Con này E74 mang vừa cho em nhá, lấy mã trắng. Trắng cho em 120.000 mã trắng này. Trắng 120 chị nào E74. Lấy trắng phát trắng cho em. Trắng 120 E74 mang vừa chị nào size L. À quên chị nào size. Con trắng đó là chị nào mà sẽ SM. Lấy chị con áo này. Áo này size lớn nhá. À, lụa lỗi 50 của chị Phương Oanh. Lụa lỗi 50 của chị Phương Oanh. Cái này kiểu như dạng áo bà ba ấy chị này. Nó sẽ tái bên. Chị Phương Oanh ghi lên số cho em nhá. Rồi con áo này rất chi là to. Chị làm một tầm 55-60kg. 55-60kg mang vừa dạng áo bà ba ấy chị ơi. Mỗi tội là nó không có cứng thôi. Rồi mặc áo, áo 20 nhá. Mặc áo 20.000 chị lấy áo xuất áo cho em áo 20. Áo cho em 20.000 lấy áo xuất áo này, áo 20. Mặc áo nhá. Em có mấy con nó lạc trong tiệm. Rồi lấy chị một con áo màu ghi này, tay là tay lỡ. Rồi con này chị nào size L mang vừa, 55kg gối đầu cho em. 55kg mang vừa cho em nhé. Chị nào lấy mặt xám đi. Lấy xám cướp xám cho em, xám 20. Mã xám cho em 20.000 mã xám nhé, xám 20. Rồi em lấy cho chị một con lụa hoa nhí đây chị này. Một con lụa hoa nhí dáng lỡ. Một con lụa hoa nhí dáng lỡ cho em nhé. Rồi chị nào E74-75 mang bùa cho con này. Chị nào lấy lụa chất lụa nhá. Mã lụa 50.000. Mã lụa 50k lấy lụa chất lụa cho em. Lụa 50 không, con này E76 vừa các chị ơi. Con này E76 mang bùa cho em nhá. Lấy lụa chất lụa. Lụa 50 chị này. Mã lụa 50.000. Chị nào E76 mang bùa. Chị nào size L thì lấy con đó cho em nhá. Rồi chị nào lấy mã lụa. Lụa cho em, lụa là chị Phương Oanh. Máy lên rồi mà em chốt ba cái rồi hả? Chị Phương Oanh có đơn rồi mà. Bỏ vậy á chị. Để em kiểm tra lại. Rồi mình gót lên này. Con lên này size to ấy chị này. Rồi con này chỉ là E92-94 nhá. Mã lụa. Lụa 50. Lụa 50 của chị Phương Oanh. Mất hai con đó luôn. Rồi con này chị em chị nào mã E92-94. Mã 94 cho em. Mã 94 E94 cho em nhé. Con này bị xốp nhẹ 1-2 đường cho em này. Mã 94 E94 cho em 40.000 cho chị nhé. Mã 94 E94 cho em 40.000. Nó bị thua cấp xíu đó chị ạ. Rồi em lấy chị con áo. Cái con áo này chị nào sẽ SM thôi nhá. Áo này là sẽ SM mang vừa. Áo này hàng co giãn cho em. Nó có xẻ tà một bên cho em này. Lên mặc áo 50. Mặc áo cho em 50.000. Chị nào sẽ SM thôi. E72-74 mang vừa. Lên mặc áo cho em áo 50 chị nhá. Mặc áo cho em áo 50.000. Chị nào sẽ SM được vừa. Rồi con này chị nào cũng sẽ SM này. Lên mặc xanh đi. Xanh 20 nhá. Mã xanh 20.000. Ủa nó xếp cái gì bây giờ nó hay. Cái đầu nó hẹp. Cái đầu nó hẹp.
Sao chị nào lại xanh? Cái lụa đó nữa là của... Vậy á, chị để em kiểm tra em chưa biết được đây. Rồi lấy mã xanh, xanh 20 này. Mã xanh cho em 20.000 nhá. Rồi em lấy chị một con màu đỏ. Chị nào thích màu đỏ thì lấy con này cho em nhé. Lấy chị một mảng đỏ này. Chị nào lấy đỏ chất đỏ cho em. Đỏ này chị nào eo 80, chị nào size L. Size L mang vừa cho em nhé. Lấy mảng đỏ, lấy đỏ chất đỏ cho em này. Mảng đỏ eo 80, size L mang vừa. Mảng đỏ trên 5.000 mảng đỏ. Chị để em lựa. Cái lựa nào trời chị ơi. Rồi chị là mã đỏ cho em, lấy đỏ chất đỏ này. Rồi em mới lấy chị con này nó xẻ tàng trước cho em nhé chị này. Con này có xẻ trước nhá. Nhưng mà con này chị nào size nhỏ nhỏ thôi, không lớn đâu. Chị nào mà em 70, em 68, 70 chị này xinh chưa. Em 68, 70 mang bùa, chị nào sẽ ép thôi nhá. Chị lấy mã dài đi, dài 80 cho em. Mã dài cho em 80.000, chị nào sẽ ép mang bùa. Eo 68 đến 70 mang bộ cho em nhé. Lấy mã dài. Lấy dài rất dài cho em. Dài 80 chị này. Mã dài cho em 80.000 mã dài nhé. Dài 80 chị nào sẽ. Em có một con màu vàng đâu ta. Một con màu vàng. Rồi chị nào lấy dài chốt dài nhé. Mã đỏ. Đỏ chị cắt đường. Cái con hoa trắng đỏ cái kìa 50. Cái con hoa trắng trên gần à, cái đó em 76 size L ấy chị. Con đó size L mang mua cho em nhé. Con nó màu tím ấy chị ơi, không phải màu trắng đâu. Màu hoa tím tím. Rồi con này cho em này chị này. Chị nào size M và size L nhá. Dáng là dáng đầm. Màu tím tay là tay lê cho em, con này xinh chưa. Rồi chị nào đây mã 223. Mã 223 cho em 60.000. Cái lụa eo 76 chị vừa. Alo. Hello. Dạ sao anh? Hoài không vào tí nữa được không anh? Em đang like một xí. Nhá. Có gì thì em báo lại cho. Dạ, em đang like đấy. Nhá. Hoài Thu. Rồi rồi rồi. Ngân anh ghi chị Hoài Thu vào cho điện anh. Để tí điện kiểm tra cái đơn nó bị số sai cái điện thoại. Rồi con này thì là E76 này, lấy mã 223. 223 cho em 60.000 mã 223 nhé. 223 60. Chị Ngọc Hiền của đơn hàng của chị sau. Không gọi được. À chị Ngọc Hiền, đơn của chị nó không đi được chứ không phải là gọi được. Cái đơn của chị chỗ của chị nó bị cái gì nhỉ? Chỗ chị nó bị ảnh hưởng nên là nó không đi được nhé chị nhá. Rồi cái này của chị Nguyễn Phượng. Chị Nguyễn Phượng có đơn chưa? À, chị Nguyễn Phượng ơi, chưa có đơn lên số cho em nhé chị Nguyễn Phượng. Này 60 này. Rồi chị lên số rồi. Rồi lên chị con đỏ này cho em này. Thế con đỏ này nhá, chị nào sẽ S eo 68 70 thôi chị ơi. Con này chị nào sẽ S. Lên chị một con kim sa. Chị nào sẽ S mang vừa, chị lấy đỏ đi, lấy đỏ. Đỏ chất đỏ cho em, mã đỏ, đỏ 50 nhé. Mã đỏ 50.000, chị đỏ chất đỏ cho em. Đỏ, đỏ 50. Chị nào size nhỏ nhỏ sẽ ép thôi. Lấy chị con caro này xinh này. Đó. Rồi lấy chị con caro này xinh chị này. Lấy chị một con caro nhé, chị nào lấy caro chất caro. Caro này xinh chưa? Chị nào em 76 size L đây. Lấy caro, caro cho em 60.000. Caro 60 chị ơi.
Lấy caro, chốt caro cho em nhé. Caro 60.000 mã caro này. Caro 60, chị nào mà size L thì lấy con đó cho em. Rồi lấy chị một con form xuông nhá. Lấy chị một con form xuông, cái này nó theo hoa cho em này. Cái con form xuông này chị nào mà 55kg độ mang vừa cho em. 55kg khoai đỏ cho em nhá. Lấy mã xanh, xanh 50 đi. Mã xanh 50.000 mã xanh. Vậy á, em không biết, em lên của chị là nó hiện cảnh báo. Rồi xem cái đỏ là CS nhá chị ơi. Cái đỏ là CS nhá, chị mặc vừa không chị ơi, mặc vừa thì em lên. Còn không thì không chị ơi. CS mang vừa E6870 chị ơi. Em không biết nữa chị ơi. Cái đơn của chị là nó cảnh báo nên em không dám đi đâu chị. Chị Phi chị đặt cọc cho em mới dám đi thôi. Caro chị cắt tường. Rồi cái con đầm này xinh này, một con đầm caro. Rồi con này nhá, chị nào E7274 sẽ SM này, có túi đây chị này xinh không? Chị nào thích dáng đầm thì lấy con này cho em. SM mang vừa, E7274 nhá. Em thấy 76, 7274 đi. Tại vì hàng đầm các chị mình mở rộng một tí. Có dây thắt nhá, các chị thích thì các chị thắt cái dây lên vào cho em. Rồi lấy chị mã đầm đi. Lấy đầm chất đầm cho em, đầm 70.000. Mã đầm 70 chị nào sẽ SM này. Lấy đầm chất đầm nhá. Chị Nguyễn Phượng lại sau mất rồi, lấy nhá. Lấy đầm chất đầm cho em. Mã đầm cho em 70.000, mã đầm 70 chị này. Rồi đây cổ yếm đây, chị nào thích ôm body đây. Cổ yếm nhá, chị nào sẽ SM thôi. Sẽ SM mang vừa, chị nào thích cổ yếm thì lấy cổ yếm cho em. Chị nào lấy cổ yếm cho em, cổ yếm 50 này. Cổ yếm 50.000 nhá, các chị đóng lên vào làm thành cổ dòng nước cho em này. Rồi chị nào lấy yếm chốt yếm. Mã yếm 50 nhá, chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa lấy yếm chốt yếm, yếm 50. Rồi em lấy chị con hàng gấm này. Cái hàng gấm này nó thành hình, nói thành con bươm bướm. Yếm của chị Nguyễn Phượng này. Các chị thấy không, thành hình con bươm bướm cho em này chị này. Rồi chị nào lấy mã gấm nhá, gấm cho em 60.000 mã gấm. Gấm 60. 50. Rồi con gấm này chị nào mà E74. E74 đến 75 mang vừa, gấm cho chị Nguyễn Phượng này. À quên. Yến chị Nguyễn Phượng. Rồi con này E74 75 mang vừa, chị lấy mã gấm, gấm 60 nhá. Mã gấm 60 mẹ chị Hạnh Linh. Em ơi đồ. Em ơi đồ em hơn 100. Đơn rồi. Chị Hạnh Đinh hả? Chị muốn phụ về khách mà. Thêm một con này. Này xong rồi. Phải kia phải không? Có một đơn này mà. Chị lấy con mình. Chị Hạnh Đinh hả? Em không biết em kiểm tra lại đơn của con nào. Rồi con này cho em nhá, chị nào lấy mã gấm. Gấm cho em 60 gấm này. Gấm 60 chị nào mà size size gì quên rồi. E74 75. Lấy mã gấm, gấm 60. Rồi em lấy chị con caro. Một con caro cái gì nhỉ? Cái con này nó là cách tân nhá. Một con caro cách tân cho em. Chị nào lấy cách tân cho cách tân này. Cách tân cho em 60.000. Cách tân 60 chị ơi. Này các chị mặc kiểu mặc bẹt vai cũng được hay trên cũng được. SML được vừa chị nhá. SML mang vừa cho em lấy cách tân cho cách tân. Cách tân 60. Cách tân cho em 60.000 mà cách tân. Cách tân 60 SML để mang vừa. Hàng này hàng cách tân. Rồi cách tân cho em. Cách tân 60 nhá. Chị nào lấy cách tân cho cách tân cho em. Cách tân 60.000 à, cái gì SML mang vừa. Em có con áo này size nhỏ này. Chị nào sẽ ép thôi. Chị này mặc áo nhá, áo 20.000 mặc áo này.
Áo 20k chị nào sẽ ép mang vừa. Eo 6870 mang vừa cho con này. Về mã áo, áo 20. Mã áo cho em 20.000 mã áo này. Áo 20 chị nào sẽ ép mang vừa cho em. Eo 6870 thôi các chị nhá. Eo 6870 mang vừa. Rồi em lấy chị con caro còn nguyên tem với chị này. Còn tem còn mát nhá, chị nào mà XL L80 đến 82. L82 mang vừa cho em đến mã tem đi. Tem cho em 60.000 mã tem nhá, tem 60. Chị nào mà size XL mang vừa. L82 quay đầu cho em con này. Lấy mã tem. Lấy tem cứ tem cho em tem 60 nhá. Mã tem cho em 60.000 mã tem này. Lấy tem cứ tem cho em tem 60. Là cam của chị Nguyễn Phượng con đó. Rồi em lấy chị một con hình con gấu, lấy chị một con gấu nhá, chị nào lấy gấu chốt gấu này, dáng lỡ tay lỡ cho em cực kỳ xinh, mà tem chốt cho chị rồi chị ơi nhá. Chưa nhá, hai đi nhá, được rồi à. Rồi mã gấu cho em gấu 70 chị ơi, gấu 70.000. Chị nào mà size SM gấu của chị Nguyễn Phượng này, chị Hạnh Linh, em có điện thoại không nghe được, chị nói lại nhé. Gấu là sao chị? Rồi lên mã gấu nhá, gấu cho em gấu 70. À quên, gấu của chị Nguyễn Phượng. Như vậy. Không, em đang like mà. Gấu 70. Rồi em lấy chị con này size nhỏ này. Cái con này nó hình cái con cò. Chị nào lấy mã cò đi. Cò này size nhỏ nhá. Chị nào lấy cò chốt cò cho em. Cò 50. Mã cò cho em 50.000. Chị nào mà size S. L6870. Con này L6870 mang vừa cho em nhé. Chị nào lấy cò chốt cò cho em. Mã cò, mã cò. Mã cò cho em cò 50.000 mã cò nhá. Cò 50 chị nào em 6870. Chị nào sẽ ép mang vừa cho em. Rồi em lấy chị con lụa màu xanh mã cò chị Nguyễn Phượng này. Có chị Nguyễn Phượng sao thấy size nào chị cũng chốt vậy? Chị ơi, chị chốt cho chị hay chị chốt cho ai đấy? Sao em thấy size nào chị cũng chốt? Size S cũng chốt mà size M cũng chốt. Cò 50. Mà size XL em cũng thấy chị chốt vậy chị ơi. Nghe kỹ size cho em nhé các chị nhá. Mà tem của em không phải đâu chị. À rồi. Không, tại vì em sợ các chị nghe nhầm á. Rồi nhiều khi em đưa đến các chị kêu không phải size của các chị nữa. Rồi con này. Con này chị là L74 nhá. À vậy chị á. Rồi con này chị là L74 mang vừa cho em con này. Chị là mã 26, mã 256. 256-130 nhá, lụa hai lớp giảm ra giảm lỡ cho em này. Mã 256 cho em 130.000. Mã hạt. Hạt đâu chị? Con này hả? Đâu? 256 ok chị. 256-130. Rồi em lấy chị một con caro màu tím. Lấy chị một con caro tím nhá, chị nào lấy tím đi. Tím này chị nào size nhỏ, tím này chị nào size S thôi, L6870 nhá. Lên mã tím, tím 50 này. Mã tím 50.000 chị nào L6870 mang vừa, lên mã tím. Tím 50 nhá chị ơi. Mã tím cho em 50.000, chị nào L6870 thôi, size S. Em có cái con này đấy chị này. Lụa hai lớp dáng dài chị nào size L nhá. Nhưng mà cái khóa mã tím của chị Nguyễn Phượng. Cái con này chị nào mà size L mang vừa, cái khóa nó hơi kẹt một tí thì các chị sửa lại cho em là được. Tí 50 kìa. Rồi chị nào lấy mã lỗi nhá. Lỗi 150 chị ơi. Lỗi 150.000, lấy lỗi chút lỗi cho em. Lỗi 150.
Một con lụa hai lớp dáng dài, cái này của nó em bảo lắm chị, nó rất chi là mới. Mỗi tội cái khóa này kéo nó hơi chắc một tí, vẫn kéo được chị nhá. Nhưng mà nó hơi cứng một tí, vậy các chị lấy cái đèn cầy các chị chà một đường á là nó hết nhá. Người lấy chị con đầm này. Con đầm này chị nào sẽ SM nhá, lấy mã đầm, đầm cho em 60.000. Mã đầm 60 nhá, chị nào sẽ SM thôi. Mã đầm cho em, đầm 60.000 cho em này. Đầm 60 chị nào sẽ SM quay đầu. Lấy đầm chấp đầm cho em, đầm 60. Vừa lên tiếp các chị con xanh này. Cái con này chị nào mã đầm chị Nguyễn Phượng 60. Rồi con này chị em nhá, một con lụa hai lớp dáng lỡ. Chị nào mã 7274 mang vừa. Chị nào mã 240. Mã 240 cho 120.000. 120.000 mã 240 nhá. 240 120 chị nào mà sai không? Sẽ SM L72 đến 74 mang vừa. Lấy 240 chốt 240. 240 120. Rồi lấy chị con công này size to này. Lấy chị một mã công nhá. Công cho em 60.000 mã công. 240 chị Nguyễn Phượng. Giờ con chị nào L82 84 mang vừa lại mã công. Công 60.000. Mã công cho em 60.000. Con này con mã 20. Chị nào lấy công chất công cho em. À quên, mã. À đúng rồi, công. Công của chị Nguyễn Phượng. Rồi con này size lớn đấy các chị này. Lên chị con xanh nhá. Con xanh này chị nào L90 60. Lên mã xanh, xanh L90 mang vừa mã xanh, xanh 50 nhá. Mã xanh 50.000 chị lấy xanh chất xanh, xanh 50 chị nào L90 lận. Size hơi lớn một xíu nhá, nhưng mà xanh. Mã 240 hết rồi chị ơi. Lấy con em còn con xanh không? Rồi lấy chị con gấm dáng dài. Nhưng mà con gấm đây là gấm lụa chị nhá. Hàng gấm này là hồng bộ, chứ không phải là gấm như gấm kia đâu. Con này chị nào mã L74 size SM mang vừa lấy mã dài. Mã công hết chị ơi, lấy mã dài đi. Mã dài cho em 60.000 mã dài nhá. Dài 60. Chị nào mà sẽ SM thôi. Lấy dài chốt dài. Dài 60.000 lấy cái bịch mà bỏ rồi con. Chị nào lấy dài chốt dài cho em. Dài dài 60 nhá chị ơi. Mã dài cho em, dài 60 này. Em lấy chị một con đen. Cái con đen này chị nào sẽ, con đen này chị nào sẽ ép thôi, L68-70 thôi nhá. Mã đen cho em, đen 50.000 mã đen nhá. Đen 50k chị nào L68-70 sẽ ép mang vừa. Lấy đen chất đen cho em. Mã đen, mã đen. Đen chị Nguyễn Phượng. Rồi lấy chị một con tím nước xinh này. Đen 50. Rồi con này chị nào L82-84 nhá. L82-84 mang vừa lại mã tím. Tím 20.000 mã tím nhá. Mã tím 20k chị nào L82 mang vừa. Lấy tím chất tím. Tím 20. Mã tím cho em 20.000. Chị nào L82-84 mang vừa. Tím tím 20 nhá. Lấy chị con đỏ này xinh này. Mã tím của chị Nguyễn Phượng. Rồi con này size to chị nào L80-82. Mấy cái đi đơn, em chị ơi đi đơn từ 80.000 nhá. Nói chung là các chị chốt một cái là hai cái, nhưng mà đi đơn từ 80.000 cho em nhá chị ơi. Rồi mã đỏ, đỏ 60. Đỏ 60.000 chị nào size L mang vừa. Mã đỏ cho chị Nguyễn Phượng này, 60. Rồi em lấy chị con này màu này xinh nhá chị này. Một con này dáng dài nhá, chị nào size L. Size L mang vừa cho em con này. Mã tím, tím hết rồi chị ơi, hết tím. Rồi con này chị lấy mã 02. Mã 02 cho em 50.000 mã 02 nhá. 02 50 chị nào size L mang vừa. Lấy 02 chút 02 cho em. 02 50.000 chị nào size L mang vừa cho em. Mã tím hết rồi chị ơi, em còn mã 02 nhá. Rồi em lấy chị con này dáng đầm này. Tay là tay lớn cho em. Chị nào L76 size L. Con này chị nào size L mang vừa cho em. Chị lấy mã 107. 107 cho em 50.000 mã 107 nhá. 107 50 đỏ hết rồi chị ơi. Lấy 107 chốt 107. 107 50.000. 107 50 đỏ hết chị ơi. Lấy 107 chốt 107. 107 50 chị nào mà là size size L. Rồi con này chị nào mà L85 này.
Eo 85 năm vừa lấy mã vàng, vàng 20 chị nhá. Vàng cho em 20.000, công đen hết rồi chị ơi, hết công đen rồi. Người lấy mã vàng cho em, vàng 20.000 mã vàng. Eo 85 đổ lại năm vừa cho em. Chị nào lấy vàng cho vàng nhá, mã vàng, vàng là 20.000. Rồi con em lấy chị con bi này, cái con bi này SML mang vừa tại vì nó có độ co giãn nhất, lấy mã bi, bi 60. Mã bi cho em 60.000, SML mang vừa, hàng này là hàng co giãn cho em. Lấy bi chất bi, bi 60. Mã bi cho em bi 60.000, SML mang vừa. Rồi cái con này chị nào size nhỏ, bi của chị Nguyễn Phượng. Cái con này nhá, cái vải nó hơi xù một tí này, để các chị xử lý cho em nhé, chị nào lấy em tặng nhá. Chị nào lấy em tặng đi, mã tặng, nó bị xù một chút xíu thôi, không nhiều đâu. Rồi chị nào lấy mã tặng cho em. Mã vàng của chị Nga Phi. Chị Nga Phi ơi lên số cho em nhé. Lấy chị lên số cho em. Mã tặng cho chị Nguyễn Phượng. Rồi con tím này chị nào mà eo 80-82 XL nhá, lấy mã tím. Mà con tím tim xa này, mã tím cho em 60. Bi hết rồi chị ơi, mã tím đi, tím 60.000. Lấy tím chất tím cho em nhá, tím 60. Chị nào mà XL mang ngủ. Tím là eo 80, tím của chị Nguyễn Phượng. Rồi con này chị nào size nhỏ, tím 60. Vàng của chị gì nhỏ, lấy số cho em nhá chị ơi, lấy số cho em này. Rồi con này chị nào size nhỏ, con này chị nào size S thôi các chị ơi. Eo 68-70 nhá, lấy mã xanh, xanh 50 này. Cái hoa của nó xinh chưa? Lấy xanh. Tặng hết rồi chị ơi, hết tặng nhá. Lấy mã xanh đi, xanh 50.000 mã xanh, xanh 50, eo 68-70. Chị nào mã size S thôi. Size S mang vừa cho em, mã xanh của chị Nguyễn Phượng. Em lấy cho các chị một con gấm màu đen này. Cái con gấm này chị nào eo 72-74 nhá. Rồi chị Nga Phi em lấy thời số luôn. Rồi con này eo 72-74 mang vừa là mã đen. Mã đen cho em 50.000 mã đen. Đen 50 con đó 50 của chị. Mã đen nhá, đen 50 con này là hàng gấm cho em chị này. Lấy đen chất đen, đen 50. Mã đen cho em đen 50.000 mã đen. Rồi em lấy chị con tím này size lớn. Cái con mã đen của chị Nguyễn Phượng. Rồi con này chị là eo 82. Eo 82 mã 82 đi. Eo 82 mã 82 cho em 20.000. Mã 82 eo 82 20k nhá. Con này màu tím hơi vệ sinh luôn. Mã 82 eo 82 cho em 20.000 cho em nhá. Chị cái công đó. Không ơi chị ơi, mã 82 chị Nguyễn Phượng. Chị ơi cái đó người ta lấy rồi chị ơi, hết rồi. Rồi em lấy chị con chim này. Một con chim nhá, cái con chim này chị nào mà sẽ SM. Size SM mang vừa lại mã chim, chim 50. Mã chim cho em 50.000, chị nào sẽ SM đây. Lấy chim chất chim, chim 50. Mấy con này của chị này. Rồi chim của chị Nguyễn Phượng 50. Đen là 50. Rồi em lấy chị một con áo này. Cái này nó hình cái lá nhá. Mạng 82, hết rồi chị ơi. Các chị như mạng hơi chậm thì phải. Một con đầm sơ mi cho em. Lấy chị một con đầm sơ mi nhá. Con này chị nào 55-60kg đấy chị này. Một con đầm sơ mi. Con này chị nào lấy mạng 265, mạng 264. Mạng 264 cho em 40.000. 40k mạng 264 nhá. Con này nó hình cái lá. Hơi bị xinh luôn chị ơi. Con này dám đầm, đầm sơ mi cho em. Lấy mạng 264. 264 cho em 40.000 mạng 264 này. 264-40. Em lấy chị một con màu vàng. Mã chim, chim hết rồi chị ơi, hết chim rồi. Cái con vàng này chị nào sẽ SM nhá. SM mang vừa lấy mã vàng. Vàng cho em 20.000. Vàng 20 chị nào lấy vàng chất vàng cho em. Vàng 20 đỏ chân sò mình xem. Đỏ chân sò là sẽ S chị ơi. Sẽ S nhá, chị mặc vừa không chị ơi. Sẽ S mang vừa cho em. Chị nào eo 68-70. Eo 68-70 thôi chị ơi. Size nhỏ nhỏ cho em. Không em lên chị ơi. Em lấy chị một con Omodi này. Mã vàng của chị Nguyễn Phượng 20. Rồi lên chị con này dáng Omodi cho em nhé. Có độ co giãn sẽ SM. SM mang vừa thôi hả. Thôi bỏ con đó đi con. Rồi mã 39.
Mã 39 cho em 50.000, mã 39 nhá. Mã 39 50, chị nào mà sẽ xin mời mang buộc. Hàng này là hàng on body cho em này. Lấy 39 cho 39, 39 50. Em lấy chị một con đỏ theo dáng dài này. À, chị Hoa Đỗ 265 là con nào? Mã 39 của chị Hoa Phượng, Nguyễn Phượng. Rồi chị ơi, chị nào sẽ SM nhá. Eo 74. Con này eo 74 mang vừa mã đỏ. Đỏ cho em 60.000 mã đỏ, đỏ 60 nhá. Cái này nó là theo cho em chị này. Con này là theo cho em nhá, lấy mã đỏ, đỏ 60. Lấy mã đỏ cho em, đỏ cho em 60.000 mã đỏ, đỏ 60 này. Chị nào mà size màu. Rồi em ơi, chị con này size to, mã đỏ chị Nguyễn Phượng. Con này chị nào lấy mã to đi. Đỏ hết chị ơi. À quên, cái này không phải là size to, cái này nó là màu vàng. Con này chị nào size L nhá. Size L mang vừa lấy mã vàng, vàng cho em 40.000 mã vàng nhá. Vàng 40, chị nào size L mang vừa lấy mã vàng. Vàng cho em 40.000 mã vàng. Vàng vàng 40, chị nào size L mang vừa lấy vàng trước vàng cho em vàng 40 nhá. Rồi con này chị nào eo 80, 82. Chị nào size L mang vừa lấy mã 82 đi. Mã 82, eo 82, 20.000 nhá. Mã 82, eo 82, 20.000. Đỏ hết chị ơi, mã 82, eo 82 đi. Mã 82 eo 82 cho em 20.000. Rồi con này chị nào eo 72. Con này eo 72. Chị nào sẽ SM để mang mua cho em nhé. Chị nào lấy mã 226. 226 cho em 20.000 mà 226 này. 226 20k. Chị nào 226 chắc 226. Các em có mấy chiếc luôn này. Mà to. Chị có chị Nga Phi. Cái đó không phải to đâu chị, cái đó là đúng rồi, con vàng chị Nga Phi đây này. 40. Rồi con này nhá chị ơi, em có mấy chiếc luôn. Em có size S và size M, phần đa S M là nhiều. Còn size L thì như em chỉ có 1 2 chiếc thôi chị này. Rồi con này chị nào lấy mã. Mã 82 chị Nga. Mã 82 chị Nga Phi. Rồi chị nào lấy mã 20. Mã 20 kèm size nhá. 20 kèm size cho em size S, size M và size L. Mã 20 kèm size 1, 20. Rồi em lấy chị một con caro này. Một con caro đuôi cá. Trời ơi xinh chưa? Hàng này là hàng cá nhá. Chị nào lấy cá chất cá. Cá 60. Mã cá cho em 60.000. Chị nào mà size M đấy, em 72 đến 74. 72, 74 mang vừa lấy mã cá. Kẻ treo sau. Con đó là size M ấy, chỗ eo 72 mang vừa cho em nhá. Cái con caro đó là 100.000 cho em. Rồi chị nào lấy cá chất cá, cá 60. Mã cá cho em 60.000, chị nào mà size M eo 72 đến 74 mang vừa. Lấy cá chất cá cho em. Mã cá là 60 này chị này. Rồi em lấy chị con này dễ thương này. Con này có độ co giãn nhẹ cho em nhá. Con này chị nào mà sẽ SM được vừa. SM được mang vừa cho em lấy mã ngọc đi. Nó có đính ngọc này. Rồi 20 size L. 20 size L là con nào trời. Rồi chị nào lấy mã cá nhá. Đâu có con nào 20 size L đâu chị ơi. Hình như là hết rồi. Lấy mã ngọc, ngọc 50. Rồi coi con đỏ treo đi. Con đỏ là size M chị ơi. Mã ngọc của chị Nguyễn Phượng này. Rồi 50. Chị ơi, đỏ này là size S nhá, eo 68-70, hàng là hàng nuôi cá cho em này. Eo 68-70 mang vừa mã đỏ, đỏ là 200.000. Mã đỏ 200k nhá, rồi con này cũng size nhỏ luôn. Hai con đều size nhỏ. Con này lấy mã 19, mã 19 cho em 150 nhá. Con này là dạng cổ trang này, các chị lấy chụp hình thì con này hơi xinh. Lấy mã 19. Mã 19 là 150.000. Rồi con này chị nào size M eo 72. Có hàng nút cho em chị này. Lấy caro, caro 100.000 caro. Caro 100.000 nhá, lấy caro chốt caro. Rồi cái
cái con vàng này. Cái con vàng này chị nào size lò mang vừa cho em nhé. Lấy mã vàng, vàng 40.000. Vàng 40 chị nào size lò mang vừa cho em. Lấy vàng chốt vàng, vàng 40. Chị nào size lò mang vừa. Lấy vàng chốt vàng nhá. Vàng 40.000 mã vàng này. Em lấy chị con này của bé. Một con lụa của bé. Bé nào mà rồi caro của chị Diễm Mỹ này. Rồi mã vàng, vàng của chị Nguyễn Phượng. Đây của chị Diễm Thúy. Rồi mã vàng, coi con xanh trên sào. Cái con xanh nó là sẽ chị ơi, L6870 nhá. Rồi cái này của bé, cái đó 40.000 và con ạ. Không biết được nào đâu. Rồi cái này bé nào mà tầm 25-30kg mang vừa mã bé, bé 30.000 nhá. Mã bé 30k, con này là hàng lụa cho em. Mã bé 30.000, mã bé này. Lấy bé chất bé cho em, bé 30 nhá. Rồi con này chị nào size nhỏ, chị nào size S, L6870. Nhà cổ trang của chị Nga Phi. Cổ trang của chị Nga Phi này, 450 này. Rồi con này chị nào lấy đỏ theo đi. Mã đỏ theo chị em, 60.000 mã đỏ theo nhá. Đỏ theo 60. Chị nào mã size S đang vừa. Lấy đỏ theo chất đỏ theo. Đỏ theo chị em là 60.000 mã đỏ theo nhá. Đỏ theo 60, chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Em có con này size lớn lắm này. Con này size lớn nhưng mà bị lỗi nhẹ một xíu. Con này cũng lạ lạ, bị lỗi đây với chị này. Con này hơi bị lạ luôn. Chị nào mà hay chụp hình nhé. Mặt bé của chị Nga Phi 30.000. Rồi lên mặt to nhá. Con này to quá, bán với chị con này 50.000 thôi. Mặt to, to ba. Mặt to cho em 30.000. Cái tay của nó xinh chưa chị này. Hơi bị xinh luôn mà bị lỗi nhẹ nhá. Thế này chị sửa cho em. Lấy mặt to, lấy mặt to cho em. Cái này của chị Nga Phi này. 30. Rồi đây chị con đỏ này. Cái con đỏ này chị nào mà L6870. L6870 nhá. Lấy mã tem đi. Tem 50.000 mã tem. Tem 50 chị nào mà L6870 mang vừa. Chị nào mà size nhỏ nhỏ thôi. L6870 mang vừa cho em lấy mã tem. Lấy tem giúp tem nhá. Mã tem 50.000 mã tem. Có con hoa trắng ngắn gần con xanh. À, cái con trắng ngắn là con đó không phải màu trắng đâu các chị nhìn nó là màu trắng. Nhưng mà cái hoa của nó lại là màu tím chị nhá. Tím tím vàng vàng cho em chị ơi. Mặt to chị Nga Phi. Đây chị này, tím tím vàng vàng cho em không phải màu trắng. Con này chị nào size lò. Cái này chị nào lấy mã 88. Mã 88 cho em đi, 80.000 mã 88 nhé. Mã 88, 80. Chị nào size lò cho. Size lò mang vừa. Rồi em lấy chị con hồng này. Lấy chị con hồng này nhá. Cái con này mã 88 của chị Nguyễn Phượng. 80. Rồi cái con này chị nào mà L74 mang vừa. Theo 74 mang vừa cho em chị lấy mã 3 đi. Mã 3 cho em 50.000 mã 3 nhá. Mã 3 50.000 của chị Nguyễn Phi. Tám con này 80 của chị Nguyễn Phượng. Rồi chị nào lấy mã 3 chốt mã 3 cho em. Mã 3 cho em 50.000 mã 3 nhá. Mã 3 50. Chị nào lấy mã 3 chốt mã 3 cho em. Mã 3, mã 3 50.000. Chị nào mà size cái gì quên rồi. Chị nào mà size size mỏ. Chị nào size M mang vừa. Rồi con này size to đó chị này. Chị nào mà 60-65kg nhá. 60-65kg mang vừa. Con này có độ co giãn cho em. Chị nào lên mã 169. 169 cho em 50.000 mã 169 này. 169 50.000 nhá. Chị nào mà 60-65kg. Hàng này là hàng co giãn cho em. Lấy mã 169. 169 50.000 nhá chị ơi. Rồi lấy chị một con phong suông, con này cũng rằng đuôi cá cho em này. Con này hàng suông nhá, chị nào mà 55-60kg mang vừa. 169 của chị cắt tường. Rồi chị nào lấy mạ cá. Cá 50 chị ơi, mạ cá 50.000. Con này là hàng suông nhá, cá này là cá suông. Rồi cho chị cái con lại quên đi chứ. 50 của chị cắt tường. Rồi lấy mạ cá, cá 50.000 mạ cá cho em. Rồi lấy chị con lụa này xinh này. Áo đen sau hả? Mặc cá hết. Ai mặc cá chị Nguyễn Phượng.
Chị ơi, áo đen sau nó là eo 72 đến 74 nhá. Con đen đó là 150.000 cho em nhá. Con này có độ co giãn nhẹ, eo 72 74 mang vừa mà đen. Đen cho em là 150 chị nhá, đen 150. Chị nào là đen sắp đen cho em đen 150. Chị nào mà size size M. Rồi cái con lụa này, chị là XL nhá, eo 80. Lấy lụa chất lụa cho em, lụa 50. Mã lụa 50.000, chị nào size XL mang vừa eo 80 đến 82. Eo 80 đến 82 mang vừa cho em lấy mã lụa, lụa 50 nhá. Mã lụa cho em 50.000, em lấy chị con công này. Con công này size lớn nhá, chị nào mà mã lụa của chị cắt tường. 50. Rồi con này chị nào mà eo 86 88. Con này eo 86 đến 88 mang vừa cho em nhá. Lấy mã 88 nhé. Mã 88 eo 88 cho em 100.000 nhá chị ơi. Mã 88 eo 88 cho em 100.000. Chị nào lấy 88 chốt 88, 88 cho em 100.000 chị ơi. Mã 88 eo 88 cho em 100.000. Rồi em lấy chị một con màu tím này. Lấy mã tím nhá, tím này là CSM. Tím này là SM mang vừa mã tím, tím 20.000 mã tím. Tím 20k chị nào sẽ SM để mang vừa. Lấy tím giúp tím cho em, tím tím 20. Mã tím cho em 20.000, em lấy chị một mã cô gái này. Lấy chị một mã cô gái nhá, chị nào lấy cô gái chất cô gái. Cô gái 40.000 mã cô gái. Cô gái 40. Chị nào mà eo 74 nhá. Con này eo 74 mang vừa cho em. Lấy cô gái chất cô gái 40. Chị nào lấy tím chất tím cho em, mã tím. Ai chị mã cô gái 40 chị này. Em lấy chị con xanh này, cô gái chị cắt tường 40. Rồi con xanh này cũng có độ co giãn cho em nhá. Cô gái hết rồi chị ơi, cô gái hết. Rồi con này có độ co giãn, chị nào size lò eo 76 đến 78 mang vừa. 76 78 mang vừa cho em lấy mã xanh, xanh 40 chị này. Mã xanh cho em 40.000 mã xanh nhá, lấy xanh chốt xanh. Xanh 40, chị nào mà eo 7 à? 76, 78, chị nào size lò mang vừa. Mã xanh thì chị cắt tường. Rồi lấy chị con đỏ này, size nhỏ này. 40. Con này chị nào size S thôi, eo 68, 70 mang vừa. Mã đỏ, đỏ 40 nhá. Mã đỏ cho em 40.000 mã đỏ này. Đỏ 40, chị nào size S mang vừa. Eo 68, 70 thôi chị ơi. Eo 68 đến 70 mang vừa cho em bé mã đỏ, đỏ 40. Rồi em lấy chị con này có độ co giãn, dáng là dáng lỗ cho em nhé. Con này màu xanh cũng xinh này chị này. Lấy mã dài đi. Lấy dài chốt dài cho em. Mã dài dài 60 chị này. Dài 60.000 eo 74, 76 size L nhé. 74 đến 76 mang vừa cho em lấy mã dài. Mã dài cho em, dài 60. Mã dài cho em 60.000 mã dài. Dài 60 chị nào mà eo 70. Chị nào F76 size L. Rồi con nhung này. Lấy chị con nhung nhá. Cái con nhung này SML mang vừa. Hàng này là hàng co giãn. Nó có xẻ tà một bên này cho em nhá. Chị lấy mã nhung. Lấy nhung chút nhung cho em. Nhung 80.000 mã nhung nhá. Nhung 80. Cái này các chị mặc về đằng sau là nó hở lưng một xíu này. Nhưng mà nó có cái lưới không phải lo đâu. Rồi chị nào lấy mã nhung. Cái này là nó theo cho em. Mã nhung, nhung 80 này. Chị nào lấy nhung chút nhung cho em. Nhung 80.000 mã nhung. Chị nào lấy nhung chút nhung cho em. Nhung nhung 80 nhá. Rồi lấy chị con vàng này. Lấy chị một mã vàng. Vàng này chị nào lấy vàng chút vàng cho em. Vàng 20.000 mã vàng. Chị nào lấy vàng chút vàng cho em. Vàng 20. Chị nào mà eo 76 size L. Chị nào lấy size lấy vàng chút vàng cho em. Vàng 20.000. Chị nào size L mang vừa cho em con này. Lấy vàng chốt vàng nhá, vàng 20. Chị nào size lò mang vừa. Lấy vàng chốt vàng này, lấy chị con lụa dáng dài. Em lấy chị con lụa dáng dài này, con này xinh nữa. Chị nào size hơi lớn một xíu. Chị nào eo 82, 84 mang vừa cho em con này. Mã vàng của chị cắt tường. Chị cắt tường chứ, chị Kiều Nhi. Cho chị xem con đỏ. Con đỏ chân sào hả, đỏ chân sào là sẽ thôi chị ơi, size nhỏ nhá, chị mặc vừa không chị ơi. Rồi chị nào size XL mang bộ eo 80 đến 82.
Có hàng nút cho em đấy chị này. Con này cực kỳ xinh, chị lấy mã 339. Mã 339 cho em 80.000, mã 339 nhá. Chị ơi con đó là eo 76, eo có 6 mấy thôi chị ơi, lấy vừa không chị ơi, vừa thì em lên nhá. Mã 339, 339 cho em 80.000, mã 339. 339 80k, chị nào mà eo 80 đến 82. Rồi đây chị ơi, hàng này hàng nuôi cá cho em này, mã đỏ. Mã đỏ cho em nhá, đỏ cho em là 200.000 mã đỏ. Đỏ 200k. Lấy đỏ cho đỏ cho em, đỏ 200.000. Chị nào mà size em sẽ S. Rồi em lấy chị một con màu cam này. Cái con màu cam này size hơi to nhá, có độ co giãn cho em chị này. Rồi chị nào eo 90, 95. Con này eo trơn 90, có độ co giãn, lấy mã cam. Lấy cam chất cam, cam 50 chị nhá. Mã cam 50.000, chị nào lấy cam chất cam này, cam 50. Chị nào lấy cam chất cam cho em, cam 50.000, chị nào eo của nó tới trơn 90 mang vừa. Rồi chị nào sẽ SM. Con này eo 72, 74 nhá, một con màu đỏ đô. Chị nào lấy đỏ đô, chất đỏ đô 80 này. Đỏ đô cho em 80.000, chị nào eo 72, 74. Size S, size M được mang vừa cho em, lấy đỏ đô, chất đỏ đô. Đỏ đô cho em, đỏ đô 80 chị nhá. Lấy đỏ đô, chất đỏ đô cho em, đỏ đô 80.000. Lên chị con này có độ co giãn này. Con này chị nào sẽ S, size M, eo 72, 74 mang vừa. Chị nào lấy mã lá đi. Lấy lá, chất lá nhá, lá 50. Con này có độ co giãn cho em, eo 72 đến 74. Chị nào lấy lá, chất lá. Mã lá cho em, lá 50, mã lá này. Mã lá 50, chị nào eo 72 đến 74 mang vừa cho em. Rồi lấy chị con cong này xinh đấy chị này. Lấy chị một con cong nhá, con cong này nó theo trực tiếp lên vải. Mã lá chị cắt tuồng. Rồi cong này chị nào size L. Cong này chị nào size L mang vừa cho em. Lấy mã cong nhá, cong eo 76. Chị nào lấy cong chất cong cho em, cong 60.000 này nó theo nhá chị ơi. Lấy cong chất cong, cong 60. Mã lá là hết rồi chị ơi, hết lá rồi. Lấy mã cong cho em, cong cong 60 này. Hết rồi chị ơi, hết lá rồi. Lấy mã cong đi, lấy cong chất cong. Cong chị nào eo 76 size L mang vừa cho em. Rồi con này bị dơ này, chị nào lấy em tặng nhá. Chị nào lấy em tặng, chị nào sẽ thôi, eo 68-70, con này có độ co giãn, chị nào lấy em tặng này. Lấy chốt mã tặng cho em, lấy tặng chốt tặng nhá. Lấy tặng chốt tặng, tặng chị nào mà eo 7 sẽ SM, SM thôi chị ơi. Rồi lấy chị một con xanh này. Cái con xanh thì chị lấy eo 74. Con này eo 74 mang vừa, chị nào lấy xanh chốt xanh, xanh cho em 20.000 mã xanh nhá. Xanh 20. Chị nào eo 74 rồi mang vừa cho em. Rồi chị nào lấy xanh 20 rồi chị này. Rồi lấy chị con một con lụa hai lớp dáng dài cho em con này. Con này chị nào lấy em tặng nhá, nó bị xước rồi chị ơi. Rồi con này bị xước, chị nào eo 76, chị nào size L. Size L mang vừa lấy tặng 2, chị lấy tặng 2, chất tặng 2. Tặng 2 eo 76 size L. Cái này các chị lấy về chụp hình đúng chị ơi. Lấy về chụp hình cho em nhé, nó bị xước một xí đằng sau á. Rồi em lấy chị con đầm của bé này. Nó không, cái này của người lớn. Mã xanh của chị Trương Loan. Xanh 20 chị Trương Loan. Tặng cho chị Cát Tường. Rồi em lấy cho chị con này eo 76, chị nào size L. Con này eo 76 size L mang vừa cho em nhé, chị lấy mã đỏ. Đỏ cho em 60.000 mã đỏ. Đỏ 60, chị nào size L mang vừa. Cái này của chị Trương Loan. 20. Lấy mã đỏ cho em nhé, đỏ 60. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 60.000, chị nào size L mang vừa cho em. Em có con chân váy này. Chân váy này chị nào sẽ SM thôi. Chân váy này sẽ SM nhá, hàng là hàng nuôi cá này. Chị nào lấy chân váy thôi, chân váy. Lấy chân váy cho em, chân váy 20.000 mặt chân váy này. Chân váy 20, chị nào sẽ SM thôi. Có độ co giãn cho em nhá. Lấy chân váy chốt chân váy. Rồi con này chị nào size L, XL để mang vừa. Eo 80 rồi mang vừa cho em, hàng này hàng co giãn này. Eo 80 rồi mang vừa cho em con này. Chị lấy mã 272. 272 cho em 50.000 mà 272 nhá.
272 50k, chị nào mà size L mang vừa. L 80 quay đầu cho em. Chị là 272 chắc 272. Lấy chị một con màu vàng theo chị này. Lấy chị một con vàng theo nhá, cái này theo trực tiếp lên vải cho em chị này. Chị nào lấy mã vàng đi. Vàng 50.000 mã vàng, vàng 50 chị nào size L nhá. Chị nào L 76 đến 78 mang vừa, lấy vàng chốt vàng, vàng 50.000 mã vàng cho em. Vàng 50 L 76 đến 78, chị nào size L mang vừa cho em. Lấy vàng chốt vàng nhá. Mã vàng 50.000 mã vàng. Vàng 50 chị nào L 76 78, chị nào size L mang vừa. Rồi em lấy chị một con phong xuông vàng của chị cắt tường này. Rồi lấy chị con này size lớn này. Rồi con này chị nào eo 82, 84 nhá. Con này eo 84. Eo 84 cho em lấy mã xanh đi. Xanh 40.000 mã xanh nhá. Xanh 40 chị nào eo 82, 84 mang vừa. Lấy xanh chốt xanh, xanh 40.000 này. Mã xanh 40 lấy xanh chốt xanh cho em. Xanh xanh 40. Chị nào mà eo 82 đến 84 mang vừa. Vàng, vàng hết, xanh của chị cắt tường. Rồi lấy chị một con đỏ phong xuông nhé. Con này nó là dạng xuông. Chị nào 55 đến 57 kg mang vừa. 55 đến 57 kg mang vừa cho em lấy mặt đỏ. Đỏ cho em 60.000 mặt đỏ nhé. Đỏ 60. Chị nào lấy đỏ chất đỏ cho em đỏ 60 này. Chị nào mà tới 60 ký đội mang vừa cho em. Lấy mã đỏ. Ủa chị Trương Loan lấy cái gì mà lên số với chị? Em lấy chị lên số rồi mà. Rồi con này chị em sẽ SM này. Lấy chị mã chim nhá. À mã đỏ, đỏ của chị Trương Loan. Chị ơi không phải lên số nữa đâu, lấy chị lên số rồi. Rồi con này chị em chị nào mà sẽ SM mang vừa lấy mã chim. Lấy chim chút chim nhá. Chim 50. Đấy con. Lấy chim chốt chim cho em, chim 50.000 mà chim. Chim 50, chị nào mà xem. Chị nào sẽ SM thôi. Em lấy chị một con này còn nguyên tem nguyên mát đi chị này. Còn tem còn mát cho em nhá. Hai bên hông này nó là nó theo cho em chị nhá. Hai bên này nó là theo này. Rồi chị nào size L E76. E76 mang vừa cho em, chị nào lấy mã tem, tem 40 nhá. Mã tem cho em 40.000, chị nào E76 size L. E76 mang vừa cho em, lấy mã tem. Lấy tem chất tem cho em, tem 40 chị ơi. Mã tem cho em 40.000 mã tem. Rồi con này chị nào size L này. À, chị Trương Loan, 40 chị Trương Loan. Rồi con này chị nào size L E76. Chị là 519 nhá. Mã 519 cho em, mã 519 này. 519 50.000 mã 519. 519 50k chị nào E76 size L mang vừa. Em chốt cho chị Trương Loan. Thấy tôi không? À lấy chân váy á. Chân váy hả? Rồi ok chị. Chân váy của chị Nguyễn Hiền. Em cười chị cầu con kia hết rồi. Rồi lấy chị một con hoa đào này. À, chị cỏ may. Chị cỏ may 519. Chị cỏ may. Chị cỏ may ơi, hình như là bữa. Phải chị ơi hay chị khách mời á? Chị đó chị Nguyễn Hiền, được đen kìa. Rồi con này chị nào size S, size M nhá. Size S, size M hơi chật một tí. Con này chị nào size S cho em. Cái đó quá. Rồi con này chị nào mà chị nào lấy mã hoa, lấy gì? Lấy mã đào, đào 60 nhá. Mã đào 60.000. Chị có may ơi, lên lại số cho em với, mấy lớp phải chị không? Lên lại số cho em với. Hết cú nhận hàng mấy lớp. À rồi, em sợ nhầm số thôi, rồi ok chị có may này. 50. Rồi con này chị em nhắc lấy mã đào. Đào 60 chị ơi, mã đào cho em 60.000 mã đào. Đào đào 60. Rồi lên tiếp các chị con lụa này. Lên chị một con lụa xanh nhá, cái con lụa này chỉ là xanh nhỏ thôi. Rồi chị nào lấy mã lụa đi. Lụa này là chị nào sẽ SM mang vừa nhá. Lụa là sẽ SM mang vừa, L70-72 mang vừa xinh chưa. Lấy mã lụa, lụa 60 này. Lụa 60.000 cho em nhá. Lấy lụa chấp lụa.
Lụa lụa 60 chị nào mặc eo 72. Size SM được mang không? Lấy lụa chốt lụa cho em. Em lên cho chị một con caro màu vàng, áo đen sau lưng mặt. Mã lụa, lụa của chị Diễm Thúy. Lụa chị Diễm Thúy, chị ơi con này size eo 74 nhá. Eo 74 mang lụa mặt đen, đen là 150 chị ơi. Mã đen cho em 120.000. Chị nào mặc eo 72, 74 có độ co giãn nhẹ cho em. Rồi em lấy chị con vàng này. Cái con vàng này chị nào eo 82. Eo 82 mang vừa cho em nhé. Eo 82. Cái đó 60. Mã vàng cho em 60.000 vàng này. Vàng 60, eo 82. Cái này có chị cắt tường này. Cắt tường này 60. Lụa chị Diễm Thúy này. Rồi lấy chị con công này. Lấy chị một con tay dài nhá. Cái con tay dài chị nào sẽ SM eo 72-74. Chị nào lấy mã 97 đi. Mã 97 cho em nhá, 120 chị này. Lấy 97 chốt 97. 97 cho em 120.000. Chị nào lấy 97 chốt 97. 97 120. Lấy 97 chốt 97 nhá. 97 120 97 của chị Diễm Thúy này. Rồi lấy chị con tím, cái con tím này size nhỏ, áo đen. Rồi con này chị nào sẽ thôi, em số 870 thôi nhá. Lấy mã tím, tím cho em 20.000 mã tím. Tím 20, chị nào sẽ mang vừa cho em, size nhỏ nhỏ. Trời mấy con này xinh quá mà toàn size nhỏ thôi các chị ơi. Mã tím các chị Diễm Thúy. Con tím nó size nhỏ ấy chị nhá. Rồi con này chị nào mà sẽ SM mang vừa cho em một con lụa màu đỏ xinh chưa? Chị nào lấy mã 38. Mã 38 120 nhá. Mã 38 cho em 120.000, chị nào sẽ SM được vừa. SM mang vừa cho em lấy mã. Mã 38, mã 38 120. Hàng lụa cho em hơi xinh luôn này, chị Diễm Thúy luôn. Rồi lấy chị con đen này. Lấy con một con đen kiểu nhá. Một con đen, lấy mã đen đi, đen 50. Mã đen 50.000 đó là phổ biến. Chị nào mà eo 68 70 chị nào sẽ thôi chị ơi. Chị nào sẽ mang mua cho em nhá, lấy mã đen. Đen cho em 50.000 mã đen. Đen 50 chị nào sẽ mang mua eo 68 70. Nói chung là size nhỏ cho em này các chị này. Rồi cái con trắng này nhá. Con này sẽ SM nó bị dính do này, chị nào lấy em tặng. Lấy mã tặng nhá. Lấy tặng cho tặng eo 74 mang vừa cho em, lấy mã tặng để chị tặng cùng em hối. Chị nào lấy mã tặng cho em. Tặng eo 74. Rồi một con phong su nữa chị này. Chị nào mà 55-60kg nhá. 55-60kg mang vừa lấy mã đỏ, đỏ 60 cho em. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 60.000 tặng cho chị Trương Loan. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 60 này. Mã đỏ cho em 60.000, chị nào mà size 60 đến 65kg. 60-65kg mang vừa lấy mã đỏ, đỏ 60 nhé. Rồi đấy chị con đen này xinh này. Một con đen tay bèo, chị nào sẽ SM đều vừa. Size SM, à không, size L nhé chị ơi, eo 76 mang vừa cho em. Lấy mã đen, đen 60.000 mã đen nhé. Mã đen 60, chị nào size L mang vừa. Nói chung là SML mang vừa. Chị nào lên mã đen, đen cho em 60.000 mã đen. Đen 60 SML để mang vừa cho em. Mã đen, đen 60. SML quay đầu. Rồi con này dễ thương chưa các chị này. Một con màu xanh nhá. Một con màu xanh dáng lỡ. Trời ơi, chị nào lấy xanh đi. Xanh cho em. Con này chị nào mà eo 76-78, size L lớn. Chị Huyền Nguyễn, đỏ eo 90 mặc vừa không? Đỏ eo 90 hả chị? Thoải mái luôn chị ơi, tại vì nó là hàng suông nhá. Thoải mái luôn chị, tại vì nó là phong suông. Vừa chị. Rồi lên con này cho em.
Con này chị nào mà eo 76-78, chị nào size L lớn này, eo 78 mang vừa lên mã xanh. Xanh cho em 60.000 mã xanh nhá. Xanh 60 tặng hết rồi chị Hiền ơi. Rồi con này chị nào eo 78 lấy mã xanh, xanh cho em 60.000 mã xanh này. Xanh 60.000 mã xanh nhá, chị nào eo 78 được mang vừa cho em size L. Size là size L lớn cho em nhá. Xanh chị Hoa cỏ may. Xanh chị Hoa cỏ may này, 60. Rồi caro này xinh chưa các chị ơi? Size A caro nhá. Caro cho em 60.000 mã caro. Caro 60 chị nào mà eo 76-78 đây. Chị giọt đắng có đuôi cá không ạ? À? Đuôi cá nãy giờ em lên nhiều lắm luôn chị ơi. Rồi caro cho em 60.000 mã caro eo 76-78. Lấy caro chốt caro. Chị lắm. Chị làm ơn xin chị em. Rồi con này chị nào lấy caro chốt caro nhá. Caro cho em. Caro cho em là 60.000 mã caro. Caro 60. Cái hàng ren này nó có độ co giãn đó chị ơi. Ren là có độ co giãn nhá. Chị nào lấy caro chốt caro. Chị ơi cái phần neck á. Phần neck là 46, phần neck là 46. Rồi cái gen này nó có độ co giãn này. Nó co giãn đến được 30 nhá, 30 đến 32. Nói cho sao size nhỏ lắm chị, size S thôi. Size S thôi nhá chị nhá. Rồi em lấy chị một con cách tân này. Lấy chị con cách tân nhá. Chị nào size M, SM mang vừa cho em. Con cách tân này nó là vải lụa cho em chị này. Lấy chị một con cách tân vải lụa eo 72-74. Lấy cách tân cho em, cách tân 80 nhá. Cách tân 80.000, lấy cách tân cho cách tân. Cách tân cho em 80.000. Chị nào lấy cách tân cho cách tân cho em, cách tân 80. Chị nào mà size M eo 72-74 mang vừa cho em. Eo 72-74 mang vừa lấy cách tân chốt cách tân. Rồi con này chị là eo 86 này. Eo 86 mã 86 cho em 20.000 nhá. Mã 86 eo 86 cho em 20k. Lấy 86 chốt 86. 86 cho em 20.000. Chị ơi 86 chốt 86. 86 20 nhá chị ơi. Cách tân 80 là chị Trương Loan. Rồi lấy chị con đen này cho em này. Lấy con đen này chị nào eo 74 nhá. 74 đến 75, 76 là hơi chật. Lấy mạ đen đi, đen 50. Con này là hàng lụa cho em, con đó 80. Mạ đen cho em đen 50.000 nhá. Mạ 86 chị có may. Lấy mạ đen cho em, lấy đen chất đen này. Đen cho em là... Đen bao nhiêu quên rồi. Chị Ngọc Mai, có áo nào vừa chị không? Eo gần 90 hả chị Ngọc Mai? Có chị ơi, nhưng em biết là cái ấy size nào đây. Rồi con này cho em nhé. Con này chị nào, à cái chị nhảy này à, con này nó là họa tiết nó là nhung. Chị nào size L. Con này họa tiết là nhung nhá, con này là áo, lên mã áo, áo 20. Mã áo cho em 20.000. Cho em đỏ, con đỏ này chị. Chị ơi lấy lên số cho em nhé chị nhá. Lấy thì lên số cho em nhé chị ơi. Chị Hiền Nguyễn lấy lên lại số cho em. Tại vì em nhiều chị Hiền Nguyễn lắm, em không biết là chị nào với chị nào á. Lấy thì lên lại số cho em nhé chị. Rồi em có một con chân váy này. Áo chị cỏ may. Rồi con cởi cái này chân váy cho em này. SML mang vừa cho em nhá. SML mang vừa cho em con này.
Chị nào lấy chân váy, chốt chân váy. Lấy chân váy cho em SML mang vừa. Chân váy 50 chị ơi, chân váy 50 nghìn cho em nhá. Chị nào SML để mang vừa cho em. Cái này có dây rút, các chị thích rút kiểu gì thì rút cho em này. Lấy chân váy, chốt chân váy 50, SML để mang vừa. Người lấy chị một con đuôi cá. Một con đuôi cá kim sa màu tím, chị nào size L mang vừa. Size XL mang vừa cho em nhé, lấy mã. Lấy cá, chốt cá. Cá cho em cá 60 này. Mã cá cho em 60.000, chị nào size L mang vừa, eo 80 quay đầu. Chị nào lấy cá, chốt cá nhé. Mã cá 60. Chị nào lấy cá, chốt cá cho em cá 60 cho em này. Rồi lấy chị một con xanh rêu. Cá 60 của chị Trương Loan. Bên kia chậm quá. Vậy là chị cá 60 chị Trương Loan. Rồi cái con caro ai gì nhỉ? Con xanh rêu nhá. Xanh rêu chị lấy em 74. Xanh rêu cho em 80.000 mà xanh rêu. Xanh rêu 80 này, chị nào lấy xanh rêu chứ xanh rêu. Xanh rêu 80 chị ơi. Lấy xanh rêu chứ xanh rêu. Mã cá chị Trương Loan này. Rồi chị nào lấy xanh rêu chất xanh rêu cho em xanh rêu 80 nhá. Có chân váy đen không? Có đâu chị ơi, không có chân váy đen đâu. Xanh rêu eo bao nhiêu hả? Xanh rêu là eo 72 74 thôi chị, sẽ SM thôi, SM thôi nhé chị nhá. Eo 72 74 mang vừa cho em. Xanh rêu 80.000. Eo 90 không vừa đâu chị ơi. Rồi cái con vàng này cho em này. Cái con vàng này của bé nhá. Bé nó là tầm 20-25kg. 20-25kg mang vừa cho em mạ bé. Bé 20.000 mạ bé nhá. Bé 20. Chị lấy mạ bé cho em. Lấy bé chất bé này. Bé 20.000 mạ bé nhá. Bé 20. Chị lấy bé chất bé cho em. Mạ bé 20.000. Bé nó mà tầm 20-25kg. Eo 76 không hả? Eo 76 không được. Không vừa đâu chị. Rồi caro này size lớn này. Lấy chị con caro này size to cho em nhé. Rồi eo 86-88. Eo 86-88 mang vừa cho em về mặt đen đi. Lấy đen chắc đen cho em, đen 50.000 mà đen nhá. Đen 50 chỉ là eo 86-88 mang vừa. Con này lại size to mất rồi. Lấy đen chắc đen cho em. Mà đen, đen. Đen chị ơi, con đen đó chị vừa không eo 86-88 á. Chị hỏi em tới eo 90 mà. Eo 86-88 thôi chị. Rồi lấy chị con đỏ này. Con đỏ này chị nào. Con đỏ này size to lắm chị ơi. Em đo lại cho. Chị ơi con đỏ chị vừa không? Vừa thì lên số cho em nhá. Eo 86-88 thôi. Rồi con này chị nào eo 90 này. Con này eo 90 mang vừa cho em nhá. Lấy mã đỏ. Đỏ 60.000 mã đỏ. Đỏ 60 chị nói đỏ chất đỏ cho em. Đỏ 60.000, chị nào là eo 90 mang vừa cho em. Eo 90 mang vừa chị lấy mã đỏ. Lấy đỏ chốt đỏ cho em. Ơi. Hả? Cái gì cũng bắt thằng mạng lên. Thêm nước nữa. Gọi cho bố về coi nào. Sao mà nó cứng ngắc không biết. Chị Hiền Nguyễn ơi lấy lên số cho em nhé chị ơi. Lên số em bị chót được chị ơi. Rồi con này bị lỗi này. Chị làm mà size L eo 76. Con này eo 76 mang vừa cho em nhé. Chị nào lấy em tặng. Mã tặng đi, nó bị xước. Lấy tặng chốt tặng cho em này. Nó cứng
ạ, đen. Đen, chị Ngọc Mai. Không biết làm sao mà cứ ngáp vậy em biết nữa. Rồi ok chị. Không, tại vì em không thấy chị lên số. Ok chị. Bố mới ra mà sửa. Rồi em đây cho chị một con sắt nách này. Lấy chị con sắt nách này xinh nhé. Rồi ok chị. Rồi chị nào thích sắt nách thì lấy con này thì em nữa chị này. Dáng lỡ nhá, dài qua đầu gối. Nhưng mà chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa chị em, chị nào lấy mã 520. Mã 520 cho em 60.000, mã 520 này. 520-60 nhá. Chị nào lấy 520 chốt 520. 520 60.000 chị nào sẽ SM thôi các chị này. SM mang vừa mặc 520. Rồi em lấy chị con vàng này xinh này. Cái con vàng này chị nào sẽ S thôi nhá. Rồi ok chị. Chị nào lấy mã vàng, vàng 50 chị nào L6870 mang vừa. L6870 mang vừa cho em lấy vàng chốt vàng nhá. Mã vàng, mã vàng. Vàng chị em là 50.000 mã vàng nhá. Vàng 50 chị nào mã L6870 size nhỏ nhỏ. Mã vàng chị em. Mã vàng, vàng 50.000. Lấy chị con này của bé. Lấy chị một mã bé nhá. Bé nào tầm 20-25kg thôi chị này. 20-25kg mang vừa lại mã bé. Bé 20.000 mã bé à, hoa trắng sau lưng. Chị lấy mã bé nhá. Bé 20.000 mã bé này. Size M ấy chị ơi, L72-74 thôi. L72-74 mang vừa cho em con này. Lấy mã 42. Mã 42-120 chị nhá. Mã 42-120 chị nào mà size SM được vừa. Lấy 42 chút 42. 42-120 này. Rồi con này chị em, con này nó là màu hồng rút. Chị nào mà L74. Con này L74 mang vừa. L80 hả? L80 thì không vừa đâu chị ơi. Rồi chị lấy mã tem nhá, tem 50.000 mã tem, dáng lỡ. Dáng lỡ, tay lỡ, chị nào lấy mã tem, tem 50.000 mã tem. Chị nào L72-74 mang vừa. Lấy tem chất tem cho em này. Mã tem nhá, tem cho em là... Tem cái gì? Tem 50. Thấy chị ơi, thấy. Lấy XL đi hả, chị Ngọc Mai. Tem với đỏ 60, có chút được. À chị kia chị lấy rồi chị ơi. Em dự bị cho chị nhá. Dự bị chị Ngọc Mai này. Chị kia không gọi em gọi cho chị. Rồi đây chị ơi, lụa này. Lấy chị con lụa này xinh này chị này. Size lớn đây. Ôi size to em đo xem nó là size gì. Con này chị nào size 2X nhá. Con này size 2X cho em. Lụa này lụa hai da chị này. Cực kỳ xinh luôn. Phải không? Hơi bị xinh luôn. Em đo lại xem con lụa nó là size gì. Chị lấy mã lụa đi. Lụa 70 nhá. Mã lụa cho em 70.000. Lấy lụa chất lụa. Chị nào mà L86. L86 mang vừa cho em lấy mã lụa cho em. Lụa 70.000 mã lụa này. Lụa 70 L86 mang vừa cho em nhá. Lấy lụa chất lụa này. Lụa cho em 70.000. Chị nào L86 mang vừa. Lấy lụa chất lụa cho em. Lụa 70 chị nào L86 mang vừa cho em. Rồi con này chị nào L72-74. Một con màu tím có độ co giãn nhẹ cho em nhé. L72-74 mang vừa chị nào lấy mã tím. Lấy tím chút tím cho em. Tím 20.000 mã tím này. Mã tím 20 chị nào L72-74 nhé. L72-74 mang vừa chị nào lấy mã tím. Lấy tím chút tím cho em. Tím 20. Mã tím 20 chị
tím cho em 20.000, chị nói em lại 2 đến 7 tư. Rồi lấy chị con đen này cũng size nhỏ này. Và tím của chị cỏ may. Rồi lấy chị một mạng đen cho em nhá. Cái con đen này chị nào size XM. Eo 70-72 mang vừa. Eo 70-72 mang vừa cho em này mạng đen đi. Mạng đen cho em đen 40.000 mạng đen nhá. Đen 40 chị nói đen xuất đen. Lấy đen chốt đen cho em, đen 40.000 chị nào E72 đến 74 à. E72 thôi, sẽ SM thôi. Em có một con này của bé này, nó là dáng ôm body cho em nhá. Bé này ôm body cho em này. Bé nó là tầm 15-20 kỳ cũng vừa chị ơi, tại vì nó có độ co giãn, nó là dáng ôm body cho em. Mạ bé 20.000 mạ bé nhá. Bé 20 chị nào lại bé chốt bé cho em này. Mạ bé 20.000, bé nó là tầm chị á, chị có hai cái à, cái đỏ và cái đen thôi. Chứ chị lấy cái nào, cái đỏ hả? Đỏ tay dài hay sao? Chị lấy đỏ tay dài à? Con này nữa hả? Chị lấy con đỏ tay dài này nữa hả chị? Lấy con này nữa không chị ơi? Lấy cái nến tay chị chốt có hai chiếc mà. Rồi ok chị này. Rồi con này xinh chị này. Con này có độ co giãn cho em nhá. Co giãn được eo 84 chị này. Con này có độ eo, con này có dáng là eo 84 mang vừa, tay là tay lỡ nhá, dáng lỡ tay lỡ eo 84 về mã 28. Mã 28 cho em nhá, 50.000 mã 28 này. Lấy 28 chắc 28, mã 28 50. Chị nào mà eo 82 84 có độ co giãn cho em nhá. Eo 82 đến 84 mang vừa cho em. Chị nào lấy 28 chắc 28 này. Mã 28 50. Rồi con này chị nào cũng size nhỏ, eo 68-70 mang vừa để mã xanh. Xanh cho em 20.000 mã xanh nhá, xanh 20. Chị nào mà eo 68-70 chị nào sẽ ép thôi nhá. Lấy xanh chất xanh. Lấy xanh chất xanh cho em, xanh 20.000 mã xanh này. Xanh 20. Rồi con này cũng size nhỏ, eo 72-74 chị này. Một con công màu xanh eo 72-74 nhá. Chị lấy công xanh 120. Rồi con này có độ co giãn, size lớn. Không được đâu chị ơi, 86 thôi, 88 là chậm. 85 đến 86 thôi, không được 88 đâu. Rồi đây chị ơi, con này có độ co giãn này. Con này thì thoải mái này, nhưng mà cái vải nó hơi mỏng một xíu nhá. Về cho thêm một miếng lót vào. Rồi con này chỉ lấy mã 09. Mã 09 cho em 30.000. 09-30, 65-70kg đây. Có độ co giãn thoải mái này. Lấy 09 cho 09 nhá. 09-30.000 mã 09. 09-30 chị làm mà 65-70kg mang vừa. Hàng đó là hàng co giãn cho em. Rồi lấy chị một con màu tím này. Cái con màu tím này nó... Rồi mã 09 của chị Nguyễn Hiền. Rồi chị nào eo 80 nhá. Chị nào sách eo 80 mang vừa để mã tem. Mã tem cho em 50.000 mã tem nhá. Tem 50. Chị nào eo 80 mang vừa. Lấy tem chất tem cho em. Mã tem 50.000 chị nào mà eo tối eo 80 mang vừa cho em. Rồi em lên chị một con lụa màu xanh này. Lên chị con lụa xanh này xinh đi chị này. Lấy xanh đi. Lấy xanh chút xanh nhá. Xanh này eo 76 chị nào size L.
Size L mang vừa cho em 76, mang vừa lấy mã xanh, xanh 40. Mã xanh cho em 40.000, chị lấy xanh rất xanh nhá. Xanh 40 eo 76, chị nào size L mang vừa. Em có cái này của bé này dễ thương này. Mã không chín hết rồi chị ơi, không chín hết. Rồi của bé nhá, bé nào tầm 25 30 ký. Lụa xanh rồi của chị có may. Rồi lên mã bé, bé 50 cho em, mã bé 50.000 này. Lấy bé chắc bé cho em, bé 50 nhá. Bé nào là tầm 25 đến 30 kỳ mang vừa cho em con đó. 25 30 kỳ mang vừa lại mã bé đi. Lấy bé chắc bé cho em, mã bé là 50 chị nhá, bé là hơi bị xinh không? Form của bé cực kỳ xinh. Rồi lấy chị con gấm lên xinh này. Gấm này chị nào size nhỏ nhỏ thôi, eo 68-70. Mã tem của chị Trần Hạnh. Không biết đơn chị nó nằm góc nào rồi đây. Rồi con ơi, chị nào size nhỏ thôi, eo 68-70 thôi nhá. Size này tối nhỉ? Dạ đúng rồi chị. Eo 68-70 mang vừa lấy mã gấm. Gấm 50 nhá, mã gấm cho em 50.000. Lấy gấm chất gấm cho em gấm 50 thôi chị ơi, size nhỏ nhỏ. Chị nào mà eo 68-70 thôi. Rồi lấy các chị con này, chị nào mà sẽ SM. Hai này là hàng all body cho em nhá. SM mang vừa lấy mã đen. Mã đen cho em, đen 50.000 mã đen nhá. Đen 50, chị nào mà sẽ SM mang vừa. Lấy đen chắc đen 50.000, SM thôi các chị ơi. Size SM mang vừa lấy mã đen. Đen 50. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi nhá. Mà nó có độ to giãn cho em. Rồi lấy chị con caro này. Caro này nó là dáng đầm. Một con caro phong đầm cho em này chị này, xinh chưa? Eo 74 nhá, 74-75, 76 thì hơi chật. 74-75 mang vừa, 76 hơi chật cho em, lấy caro đi. Lấy caro chốt caro, caro 60 cho em này. Caro 60.000, chị nào lấy caro chốt caro. Caro 60 nhá. Chị nào lấy caro chốt caro cho em, caro 60.000, chị nào là sai à? Chị nào là size gì? Size M lớn và L nhỏ. M lớn và L nhỏ cho em. Rồi lấy chị con trắng này. Cái con này bị lỗi nhẹ nhá. Con này bị lỗi nhẹ một chút xíu. Nó bị dính tí mực đây này. Rồi chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Con này chị nào mà size SM. SM mang vừa cho em mã lỗi 50 nhá. Mã lỗi 50.000, chị nào size SM quay đầu cho em. Lấy lỗi chốt lỗi 50. Sẽ SM quay đầu cho em nhé chị ơi. Nói chung là chị nào size nhỏ nhỏ. Rồi lấy mạng lỗi Caro, chị Hiền lấy con đó hả? Rồi ok chị. Rồi con này cũng size nhỏ nhé chị này. Chị Kim, những cái suy có 65 ký không hả? Em có chị ơi. Có nhá, nhưng mà giờ em biết nó nằm góc nào mà lên đây chị. Có chị ơi. Và con này dáng dài.
Một con lụa dáng dài cho em. Con này chị nào eo 76 này. Em xem lại nhá chị ơi, từ từ. Rồi đúng rồi, eo 76 nhá, chị nào size lò mang vừa cho em con này. Eo 76 mang vừa cho em, lấy mã dài đi, dài 80 nhá. Mã dài cho em 8.000, lấy dài rất dài này. Dài 80 chị nào eo 76 mang vừa, size lò mang vừa cho em con đó. Chị nào size lò này lấy con đó cho em nhá, eo 76. Lấy dài rất dài cho em. Chị Mỹ Trang có eo 78. Eo 78 vừa không hả? Eo 78 là con nào? Dài eo 76 chị Mỹ Trang ơi, không phải eo 78 đâu nhá. Rồi con này chị nào eo 72 sẽ SM. Mã đỏ 60. Sao mới bị? Chị Mỹ Trang ơi, cái con này eo 76 chị vừa không? Chị Mỹ Trang có đơn cho ta? Dài vừa xong eo 76 thôi chị. Con này eo 76 thôi nhá, 78 là không vừa đâu. Rồi con này chị lấy mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 60 này. Mã đỏ cho em 60.000, lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 60. Chị nào mà sai á? Rồi con này xinh chị ơi, chị nào sẽ ép. Con này chị nào sẽ ép cho em nhé. Cũng được hả? Cũng được hả? Chị Mỹ á, chị Mỹ Trang rồi, biết cái đơn chị làm móc nào rồi đây. Khổ ghê. Chị Mỹ Trang, chị Mỹ Trang ơi, chị có đơn chưa? Con bé nó đang chốt và nó đi nấu cơm mất rồi đâu là. Rồi em thấy chịu chị Mỹ Trang này. Ok chị Mỹ Trang. Ok chị. Rồi lấy tiếp các chị con lụa này. Lấy các chị con lụa này nhá. Lụa này chị nào eo 76 size L. Con này eo 76 size L cho em con này. Chị lấy mã 76 đi. Mã 76 eo 76 cho em 40.000 nhá. Mã 76 eo 76 cho em 40.000. Chị nào lấy 76 chắc 76. 76 40 chị ơi. 76 40.000 cho em. Lấy chị con tím hay lấy chị con xanh? Cái con xanh này chị nào size to này. Xanh này size to nhá. Chị nào eo 92. Con này eo 92 mang vừa cho em, lấy mã 92, 92 20.000. Mã 92 20k nhá. Chị Mỹ Trang 76 cũng lấy hả? À quên, đúng rồi. Đúng rồi, lộn. Eo 76 size L. Sau 40 em lộn. Con này 40 này. Rồi chị lấy mã 92 nhá. Mã 92, eo 92 cho em 20.000. Mã 92, eo 92, 20k. Cái xanh trên sào.
cái xanh chân sào, một con là con kim sa thì là eo bảy mươi, còn cái con mà xanh cong á thì là eo 72-74 á chị nhá, sẽ SM. Rồi con này chị nào mà eo 72-74 này, 72-74 mang vừa cho con này là 330 x 20.000 là 330 20k. Rồi lấy chị một con màu nu, lấy chị một mã nu nhá, chị nào lấy nu chút nu này, nu này size lớn, nu này chị nào eo 86-88 mã nu, nu 30.000 mã nu nhá, nu 30 eo 86-88 mang vừa, lấy mã nu, nu 30 mã nu cho em, nu 30.000 eo 86-88 mang vừa, không vừa chị. Rồi con xanh này, lấy chị một mã xanh nhá, lấy xanh chút xanh, xanh là eo 74-75, 76 thì hơi chặt một tí, eo 74-75 mang vừa, lấy mã xanh, xanh 20, mã xanh cho em 20.000 mã xanh nhá. Áo hả chị? Không có áo rồi, em có nhưng mà em hết mất rồi, hết mất rồi chị ơi, hết mất áo. Rồi em lấy chị con tím này, một con màu tím nhá, một con tím màu khoai môn, một con tím khoai môn cho em đấy chị này, eo 86-88 này, 86-88 mang vừa cho em nhá, lấy mã tím, mã tím em 50.000 mã tím này, mã tím 50 eo 86-88 mang vừa, lấy tím chất tím nhá, mã tím nha em, tím 50.000 mã tím, tím 50. Rồi con này chị nào size M eo 72-74, một con lụa sắp nách lấy mã 34, mã 34 cho em 50.000 mã 34 nhá, chị nào lấy 34 chất 34, mã 34 50k, chị nào eo 72-74 sẽ SM để mang vừa, lấy 34 chất 34. Rồi con tím này có độ co giãn cho em, con tím này nhá, chị nào mà 65-70kg luôn, eo của nó rất là to, có độ co giãn mạnh, eo tới trên 90 cho em này, có độ co giãn cho em nhá. Con này chị nào lấy mã 21, mã 21 cho em 50.000 mã 21 nhá, 21-50 chị lấy 21. Nó cứng lắm à, cứng lắm luôn á, nám của đàn ông là được chứ. Lấy mã, mã tím thì chị Hiền Nguyễn. Rồi đây các chị ơi, một con trắng theo này, chị nào lấy trắng theo, chốt trắng theo cho em nhé. Mã trắng theo eo 82-84, eo 82-84 mang vừa lại mã trắng theo, trắng theo cho em 40.000 mã trắng theo nhé, trắng theo 40, chị nào lấy trắng theo, chốt trắng theo, trắng theo 40.000, chị nào eo 82-84 mang vừa cho em, eo 82-84 mang vừa lại trắng theo nhé, trắng theo 40. Em lấy chị con đỏ, cái con đỏ này còn nguyên tem nguyên mác này, một con đỏ này là theo cho em nhé, chị nào size L eo 76 mang vừa cho em, lấy má mã tem đi, tem cho em 60.000 mã tem nhé, tem 60, cái này là theo chị này, lấy tem rất tem, tem 60.000, chị nào mà eo 76 size L mang vừa, chị lấy mã tem cho em, tem tem 60, đỏ tem của chị Mỹ Trang. Chị Mỹ Trang ơi, chị có đơn chưa nhỉ? Chết cha rồi. Thế em không nhớ chị có đơn chưa được đây. Chị Mỹ Trang. Chị Mỹ Trang ơi, có đơn chưa? Em like từ nãy giờ mà không biết là áo em mặc có bán không? Áo này á? Không chị ơi. Có rồi hả? Để em mua để em mặc like chị ơi. Có rồi hả? Để em tìm nào. Bố chị hộ chị đơn chị Mỹ Trang. Rồi lấy chị con dài này nhá. Cái con dài này nó có độ co giãn.
chị Bích Đào. Chị ơi hết rồi. Rồi con này chị em lấy chị một con dáng dài này. Rồi SML chị nhá, con này có độ co giãn cho em. SML mang vừa, nó chỉ bị do đi một tí xíu con này. SML mang vừa cho em con này. Chị Mỹ Trang. Lấy mã. Mã 32 302. Lấy cái ngân nó đang chốt rồi nó đi, mình chẳng biết đơn nằm thế nào là thế nào. Rồi con này chị mã 302. 302 cho em 100.000 mã 302. Tem hết rồi chị ơi, hết mã tem rồi. Mã 302. 302 cho em 50.000. À quên, 100.000 mã 302. Đây là chị Mỹ Phượng, chị Mỹ Trang con. Bị to to này là của ai ta? Ngân ơi, đâu là chị Mỹ Trang nằm đâu á? Bịch đen này là của chị nào vậy? Bịch đen là của chị nào vậy? Chốt xong rồi nó đi đến hết đâu bây giờ. Chị Mỹ Trang bịch nào á? Chị Mỹ Trang ở bịch nào? Chị kêu chị có đơn rồi mà. À đây khổ. Tự mình chốt là mình đi tìm. Chẳng theo chị Trần Hạnh. Chẳng theo chị Trần Hạnh này. Đúng. Sim 1 mà ai gọi vậy? Alo. Dạ đúng rồi. Ủa chị tên gì á? Văn Minh Tâm hả? Để em kiểm tra lại nhé chị nhé. Cái gì quên rồi, em bỏ nhầm một cái. Chị Mỹ Trang. Đúng mà. Đúng rồi mà. Một con tím này. Một con đỏ có tem này. Một con 76 này. Và một con dài. Bốn chiếc mà. Đúng rồi. Bán tối nghỉ, mai mẹ đi đến con nhà nó lại nghỉ nữa. Cho chị Trần Hạnh cho. Tím không phải hả? Tím không phải. Có vẻ lên lại con tím mình nhá. Con tím này khi nãy chị nào lấy nhỉ? Con tím này size lớn đó, chị nào lấy mã tím đi. Tím 40 nhá. Mã tím 40, mã 21 này. Mã 21 cho em nhá. Chị lấy 21 chốt 21. 21 cho em mã 21 là mã 21 là 40.000. 21 40. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ, chị nào eo 68 70, con này là họa tiết nhung nhá. Lấy chị con này họa tiết nhung cho em, eo 68 70 mang vừa để mã nhung. 21 của chị Trương Loan. Hỏi cho chị Trương Loan. Rồi lên mã nhung 50 này. Mã nhung cho em 50.000, chị nào mà eo 68 70 size nhỏ nhỏ. Rồi cái con đỏ này cho em nhá, đằng sau là nó trơn, còn đằng trước là nó như thế này cho em chị này. Rồi lấy mã đỏ đi, đỏ 50. Đỏ 50 nhá, chị nào size L mang vừa. Rồi con chị lấy mã đỏ, đỏ chị nào size L mang vừa cho em, mã đỏ, đỏ 50.000 mã đỏ.
đỏ 50. Chị lấy đỏ cho đỏ cho em, đỏ 50.000 cho em. Mã đỏ, mã đỏ, đỏ 50.000 mã đỏ nhé, chị lấy đỏ cho đỏ cho em. À, chị Hiền Nguyễn, chị tím 21 em chốt. Chị Hiền Nguyễn. Đỏ, đỏ chị Trương Loan này. Bỏ đỏ nhầm bao hả? À bỏ. Đỏ, đỏ có chị Trương Loan 50 thôi. Đúng rồi, em xin lỗi. Lộn cái khúc đó. Em bảo quái có người chốt rồi mà sao lại cái tín sai to chị ơi. À, chị được mấy cái rồi, chị được mấy cái ấy. Em thấy bịch đầy rồi. Em thấy đầy bịch rồi chị ơi. Rồi con này chị nào sẽ SM. Lên mạng 50, 50 nghìn nhá. Mạng 50, 50k chị nào sẽ SM mang vừa mã đỏ 50 hết rồi. À, chị nào sẽ SM mang vừa. Em lấy chừng con áo này. Rồi con này size lớn. Cái này chị nào lấy mặc đi chồng nắng hay gì nhỉ? Mặc ngoài xe. Lấy mặc áo đi. Áo, áo 20.000 mặc áo nhé, size to lắm. Chị nào mà 60kg mang vừa, size hơi bị to luôn. 60kg được mang vừa cho em lấy mã. Mặc áo. Áo nhá, áo là áo cái gì nhỉ? Em nói gì quên rồi. Mặc áo là áo 20. Rồi, cái này các chị có này xinh này. Một con lụa hai lớp, dạng lỡ. Rồi, ok chị. Em bỏ sang rồi, em bảo nhớ có chị nào chốt, vậy là bỏ nhầm bao. Rồi, lấy chị con này cho em eo 72. 72 đến 74 nhá, 72 đến 74 mang vừa, lụa này xinh chưa? 72 đến 74 mang vừa, chị nào lên mã 30 đi. Mã 30 cho em. Mã 30, 150 nhá, mã 30, 150. Nhung năm à, nhung 50kg vừa không, vừa không vừa đâu chị, size nhỏ lắm. Con này là mã 30, 30 150 này. Chị lấy 30 chắc 30, 30 150.000. Chị nào mà size á? Chị nào mà size thì em quên rồi, size em 74. Đây chị nào thích đuôi cá chị đây. Một con đuôi cá nhá. Một con đuôi cá màu tím. Chị nào lấy mã cá, cá 60 cho em. Mã cá eo 82, 84. Eo 82, 84 mang vừa để mã cá. Cá 60.000. Một con đuôi cá màu tím này. Chị nào mà eo 82, 84 mang vừa cho em. Lấy mã cá nhá. Cá, cá 60. Em xem là em xem áo. To lắm chị ơi. Màu này xinh lắm. Màu này là màu gì ta? Màu hồng hồng của gì á? Lại như màu hồng ruốc cho em chị. Không, cái đó là của không phải, không bỏ nhầm đâu. Đây chị, cái này. Cái này vào cái gì nhỉ? Cái dây này các chị cột vào, chứ cột sao thì cột cho em nhé. Size lớn. Dạng như là đầm sơ mi á. Không thì các chị mặc như chống nắng ngoài nắng được. Rồi lấy áo cho chị Hiền Hiến này. 20 nhá chị nhá, 20.000. Rồi lấy chị con đen này. Size người lớn trên 60 tuổi hả? Trên 60 tuổi rồi em hết rồi chị ơi. Giờ em còn toàn form trẻ trẻ không à, mà toàn size nhỏ. Cái đó nhỏ mà. Size XL, cái này có size S. Rồi con này chị nào mà eo 72, 74 nhá. 72, 74 mang vừa lên mặt đen đi. Đen 50.000 mặt đen. Đen 50k chị nào sẽ SM mang vừa. Eo 72, 74 mang vừa. Lên mạng đen nhá, đen 50. Mạng đen chị em, đen 50.000. Chị ơi, nếu mà XL em giờ chỉ có hàng ngắn thôi, hàng dài là không có rồi. Cô gọi gì? Rồi con này chị này eo 86, một con màu xanh eo 86 này. Trời ơi, con này mới lắm luôn chị ơi. Eo 86 cho em nhá, 50.000 mạng eo 86. Eo 86, mạng 86 cho em, 50.000.
Mã 86 L 86 cho em 50.000 nhé chị ơi. Mã 86. À em có con cổ yếm này, chị nào size nhỏ nhỏ không? Một con cổ yếm chị nào size nhỏ, chị nào size SM. Giảm dài cho em nhá. Size SM băng vừa chị nào lên cổ yếm. Cổ yếm cho em cổ yếm 60 chị này. Chị nào size SM thôi, eo 72 74 quay đầu. Rồi chị nào lấy yếm. Lấy yếm chắc yếm cho em nhá, yếm yếm size nhỏ. Cái form này xinh quá mà không có chị nào size nhỏ trời. Hình như toàn là các chị toàn size lớn ấy phải. Cái tay của nó cân chưa? Chị nào size SM thôi. Eo 72 để tươi quay đầu cho em con này. Mấy chị nào form trẻ trẻ lấy con này xinh này. Size SM mang vừa nhá, lấy mạng 40. Mạng 40 cho em 60.000 mạng 40. Mạng 40, 60, trời ơi con này cưng lắm mấy chị này. Cái họa tiết của nó xinh chưa? Mà không chị nào vừa hết rồi trời. Rồi chị nào lên mạng 40 nhá. Mạng 40 cho em. Mạng 40 cho em là cái gì? 60.000 mạng 40. Mạng 40, 60. Rồi đây chị nào thích body nữa này. Con này ở sau lưng nó bị hở lưng nhá. SML mang vừa. Con này có độ co giãn mạnh cho em. SML mang vừa. Đằng sau nó là hở lưng. Đằng sau nó là dây. Chị Danh Võ, còn cái nào 60kg không hả? 60kg chắc hết rồi chị ơi. SML mang vừa nhá, lấy yếm. Yếm cho em yếm 50. Mà yếm cho em 50.000 mà yếm nhá, yếm 50. Còn toàn size nhỏ thôi các chị ơi. Giờ có chị nào size nhỏ. Giờ con này size L này. Con này size L mang vừa cho em chị dâu tây. Mắt bắt đầu in chơi. Mắt chị nói gì á? Mắt bắt đầu đi chơi là sao chị? Lại phải. À chị đi chơi hả? Chị đi chơi rồi phải nhờ người lấy hả? Không phải, tại vì mọi khi em toàn là nhắn tin cho chị xong em đi đơn liền thôi, nên là đợt này em cũng nhắn cho chị là em đi đơn. Em đâu biết là chị đi chơi đâu. Rồi con này em 76-78 nhá, chị nào lên mạng đen, đen cho em 60.000. Mạng đen 60, chị nào em 76-78, size L nha chị này. Rồi rồi chị. Rồi em 76-78 mang vừa cho em lên mạng đen nhá, đen cho em là 60.000 mạng đen. Rồi con này chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa cho em con này. Chị này mạng 08. 0820. Đi đột xuất hả? Rồi ok chị. Rồi của chị Ngọc Bích. Đen của chị Ngọc Bích con 60. Này không ấy thì chốt cho mẹ đi. Mở làm chìm quá. Rồi đây lên chị con này size lớn nữa này. Con này giảm dài nhá. Có độ co giãn cho em. Họa tiết của nó xinh chưa? Chị ơi 60 tuổi này chị này. Lấy con này xinh này. Nhưng mà cái này thì em nghĩ mặc đi tiệc thì nó không đẹp tại vì nó sắt nách. Để mặc ở nhà thôi. Ở nhà thì rồi đây chị ơi size lớn nhá. Chị nào là 60 đến 65 kg này. 60 đến 65 kg mang vừa mặc 47. Mặc 47 cho em 80.000 mặc 47 nhá. Mặc 47 80. Chị là 47 chấp 47. Con này họa tiết xinh quá đi nhưng mà nó lại là sắt nách. Sắt nách nhiều khi các chị mặc đi tiệc thì nó không tiện cho lắm. Rồi lên mạng 47. Mạng 47 cho em là cái gì nhỉ? 47 cho em là 80.000. Lên 47 chốt 47. Rồi con này này. Chị nào size M nhá. SM mang vừa cho em con này có độ co giãn. Giang lỡ. Lên mạng 56. Mạng 56 150 mạng 56 nhá. 56 150 chị nào sẽ SM thôi. Còn nốt là xinh chưa chị ơi? Lấy 56 chấp 56. Lấy chị một con màu vàng nhá. Một con màu vàng chị là eo 82 đến 84. 82, 84 mang vừa cho em lấy mã vàng đi. Vàng 40.000 mã vàng nhá. Vàng 40 chị là eo 82, 84 mang vừa. Lấy vàng chấp vàng. Vàng 40 nhá chị ơi.
Mã vàng 40.000, chị nào mà size á? Rồi con này size nhỏ này, có hàng nút bên hông, màu là màu trắng sữa. Chị nào S sẽ SM thôi. SM mang vừa nhé, có hàng nút bên hông em. Chị nào mã 41. Mã 41 cho em nhé, mã vàng của chị Trương Loan. Vàng 40 chị Trương Loan này, 40.000. Rồi con này chị nào lấy mã 41. Mã 41 thì em 60.000 mã 41 nhé. Lấy 41 chút 41. 41 60. Rồi lấy chị con này xinh đi chị ơi. Chị nào mà size L, L80. Con này chị nào L80 mang mua, cái này nó là theo nhá. Nó cũng là màu trắng sữa cho em này. Lấy mã 31. Mã 31 L7880 mang mua, lấy mã 31. Mã 31 cho em 40.000 mã 31. Mã 31 40 nhá, chị nào 31 chốt 31. 31 40.000. Rồi đấy chị con xanh này size to ấy chị này. Rồi con này chị nào L84 86. Chị Hoa Đỗ, áo đỏ bao nhiêu tiền vậy? Chị Hoa Đỗ áo đỏ là 200.000 nữa chị ơi. Nhưng mà con này chị nào size S thôi, size nhỏ cho em nhá. Đó là dáng đuôi cá cho em chị này. Size hơi nhỏ. Rồi cái con này chị nào L86 mang vừa cho em, lấy mã xanh đi. Xanh nhá, xanh 40.000 mã xanh. Xanh 40 chị nào xanh chút xanh cho em, xanh 40.000. Chị nào mà L86 mang vừa cho em lấy mã xanh, xanh 40. Em có con cách tân đuôi cá, à, cách tân này size nhỏ này. Chị nào size nhỏ lắm nhá. Nói chung là chị nào eo gần như là eo Ngọc Trinh nhá. L66 quay đầu cho em. Chị nào lấy cách tân cho cách tân 50. Cách tân 50.000 cho em. Xanh 50 của chị Ngọc Bích. Do tối nay nghỉ là mai cũng nghỉ có việc nên là không bán nên phải cố. Rồi xanh 40 của chị Ngọc Bích này. Giá một tí. Rồi con lụa này cho em. Lấy chị con lụa, lụa này L80 nhá. Lụa này L80 mang vừa cho em lấy mã lụa. Lụa cho em 50.000 mã lụa này. Lụa 50 chị nào L80 size XL. Size XL mang vừa cho em lấy mã lụa đi. Lấy lụa chất lụa nhá. Lụa cho em là 50 chị nào size XL mang vừa L80. L80 mang lụa cho em lấy mã lụa. Lấy lụa chất lụa cho em. Chị Hồng Nhung. Đỏ không có giãn đâu chị ơi, con đó không có giãn. Cái hàng gen đó nó không có giãn đâu chị, hàng gen hiếm. Hiếm có con nào co giãn lắm chị ơi. Rồi lên tiếp các chị con đỏ này. Con đỏ này đỏ theo nhá. Chị nào L76 size L, cái này theo cho em về mã đỏ, đỏ 50. Mã đỏ cho em 50.000, chị nào L76 size L. Mã lụa của chị Ngọc Bích. Rồi lấy mã đỏ cho em, đỏ 50.000, chị nào size L mang vừa cho em con này. L76 thôi. Lấy mã đỏ nhá. 50. Rồi chị nào lấy đỏ chất đỏ. Đỏ 50.000 mã đỏ. Đỏ chị cỏ may. Rồi con vàng này. Cái con vàng này chị nào mà L74 nhá. Lấy mã vàng đi. Vàng 20.000 mã vàng. Vàng 20. Mã đỏ hết rồi chị ơi. Mã đỏ chị có may này. 50. Đây này. Rồi mã vàng nhá. Vàng 20 đỏ hết rồi các chị ơi. Mã vàng 20.000 mã vàng. Vàng 20 chị nào mà size màu. Size màu mang vừa cho em. Đến đây chị một con mèo. Con mèo này ôm body cho em này. Một con mèo ôm body nhá. Chị nào sẽ SM được vừa. Lấy mã mèo đi. Mèo 50. Mã mèo 50.000. Chị nào sẽ SM mang vừa cho em nhá. Lấy mèo chốt mèo. Mèo 50. Em có một con đầm này xinh này chị này. Một con đầm màu vàng. Chị nào size L nhá. Chị nào thích hàng đầm thì lấy con này cho em. Size L mang vừa. Cái này có cái dây đằng sau này. Lấy mã vàng, vàng 50 cho em. Chị nào size L nhá.
nó có dây ống thắt đằng sau, lấy mã vàng, vàng 50, chị là size L. Chị là size L thì lấy nhá. Lấy mã vàng, vàng 50, nó hơi nhân nhau một tí, vậy các chị ủi lại cho em là xinh. Rồi đây chị ơi, một con lụa. Cái con lụa này nó dáng xòe nhẹ lên dưới nhá. Con này dáng xòe nhẹ, lụa hai lớp. Lụa hai lớp chị em đấy chị này. Chị nào size L L76 lấy mã lụa đi. Lụa 60.000 mã lụa. Lụa 60 L7476 quay đầu. Lấy lụa chất lụa cho em nhá, lụa 60 chị này. Chị nào size L. Size L mang vừa cho em lấy mã lụa, lụa 60. Nó cũng kiểu như là dáng đầm á, nó có xòe nhẹ lên dưới cho em nhá. Rồi lấy chị con đỏ, à lấy chị con vàng này xinh. Con vàng này chị nào size L mang vừa cho em. Con này chị nào size L. Vàng của chị Nguyễn Thị Dương. Chị Nguyễn Thị Dương ơi, có đơn cho chị ơi. Có đơn cho chị, chưa có lên số cho em. Rồi con này chị này mạng 34. Mạng 34 size L mang vừa cho em nhé. Lấy 34 chốt 34. Mạng 34 cho em là 30.000. 30k mạng 34. Chị nào size L mang vừa. Lấy 34 chốt 34. 34 34 size L. Lấy chị con lụa này nữa này. Con lụa này xinh nhá các chị ơi. Chị nào XL L80. Vàng 30 của chị có may. Vàng 30 chị có may này. Lụa ok chị Nguyễn Thị Dương. Con này 50. Rồi con này chị này L80 mang vừa cho em nhá. Rồi lấy mã lụa cho em. Lụa 50.000 mã lụa này. Lụa 50 của chị Bình Trang. Ủa khoan chị ơi, lụa nào đấy? Khoan đợi em một xíu. Chết cha rồi. Tự nhiên em lên hai con lụa một lúc. Khoan nhá. Mã lụa 40, mã lụa này lụa 45 này. Lụa 45 nhá, và lụa 250. Lụa 45 và lụa 250 cho em chị ơi. Chị dâu tây, hôm nào hàng về muốn mua mấy cái. Đấy, thật đẹp. Rồi ok chị. Trên người em hả? Cái này hả? Rồi cái này của chị Mỹ Trang này. Rồi. Lụa 250. Chết rồi. Hay lụa 250 hết. Ghi này vào các 50. Con ghi lụa 250. Rồi ok chị. Chị trang. Rồi con này L74 chị ơi. Con này L74 mang vừa cho em nhé, lấy mã tím. Tím cho em 20.000 mã tím này. Tím 20 chị nào, L74 mang vừa. L74 mang vừa cho em lấy mã tím. Tím 20. Đó cái kia của chị kia lên số rồi kìa hắn. Chị Thùy Dương Nguyễn này. Nguyễn Thùy Dương. Rồi. Lụa 250 hết. Con tím này của chị Nguyễn Minh Huệ. Tím 20 chị Nguyễn Minh Huệ. Chị Nguyễn Minh Huệ lên rồi. Rồi con lụa xanh nhá. Cái con lụa xanh này chị nào size L. Size L mang mua cho em lấy mã xanh. Xanh 40 chị ơi. Size L mang mua cho em nhá. Lấy xanh chất xanh này. Xanh 40.000 chị nào size L thì lấy con này cho em. Lấy xanh chất xanh. Xanh 40 chị nào L76. 20.000 hả chị? Chị ơi, tùy từng cái nhá, con này em cũng nói giá hết. Con này em cũng bảo giá hết chị ơi. 20.000, 40.000, 50.000, 60, 70, 80.000 đều có hết. Rồi con này chị nào size L L76 này. Lấy mã xanh. Xanh cho em 40 chị nhá. Xanh 40 chị nào size L mang vừa cho em. Lấy xanh chất xanh, xanh 40. Rồi con đỏ này xinh chị này. Một con đỏ nơ, cái nơ này các chị không thích thì các chị tháo ra cũng được. Nơ này không thích thì tháo ra cho em nhá. Chị nào lấy mã đỏ đi.
đỏ trên 50. Đỏ 50 eo 72 74. Eo 72 74 mang vừa lấy mã đỏ, đỏ 50.000. Cái này các chị không thích thì tháo ra cũng được này. Vừa lấy mã đỏ, đỏ 50. Xanh 40 của chị có may. Vừa lấy chị một con gấm dáng dài. Lấy chị con gấm dáng dài này cho em nhé. Chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa cho em lấy mã gấm đi. Mạ gấm cho em gấm 80.000 mạ gấm nhá. Gấm 80 chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa lên mạ gấm. Gấm gấm 80. Rồi em lấy cho con này xinh này. Chị nào xoay nhỏ nhỏ nhá. Cái gì cái này là dạng con body. Sẽ SM có độ co giãn cho em. Rồi các chị mặc như vậy này. Rồi sẽ SM rồi vừa cho em con này nhá. Chị lấy mã 327. 327 cho em 50.000 mà 327. 327 50k sẽ SM. Eo 74 quay đầu cho em. Hàng này là hàng co giãn nhá. Có độ co giãn cho em con đó. Rồi con này chị nói mã 257. 257 chị nào size nhỏ SM thôi mã 257 cho em. 257 20.000 mà 257. 257 20.000 lấy chị con đầm này. Lấy chị một con đầm cho em nhé. Con đầm này eo 76, chị nào size L. Size L mang vừa cho em lấy mã đầm đi, đầm 50 nhá. Mã đầm 50.000, chị nào size L mang vừa eo 76 mang vừa cho em con này. Lấy đầm chất đầm, đầm 50. Mã đầm cho em 50.000, chị lấy đầm chất đầm này, đầm 50 chị nào eo 76 size L. Size nhỏ đó chị ơi. Đâu rồi chị nào lấy đầm chất đầm nhá. Mã đầm cái đỏ dài. Có đỏ dài cô dâu. À không chị ơi, em có mẫu con kia nhưng mà size to, à size nhỏ chị ơi. Chị size gì á? Đây chị này, con này xinh này. Xinh lắm luôn, hàng đuôi cá nhá. Dáng dài. Nhưng mà size nhỏ lắm chị ơi. Chị nào eo 66, 68 thôi. Eo 68 quay đầu, size hơi nhỏ. Rồi con này chị nào sẽ SM eo 70-72. Chị lấy mạng 38. Mạng 38 cho em 50.000 mạng 38. Mạng 38 50 chị nhá. Lấy 38 chọn 38 cho em 38 50.000. Chị lấy 38 chọn 38. 38 50 chị nào mà sai em sẽ SM. SM thôi chị ơi. Lấy 38 chọn 38. Nói chung là sai nhỏ nhỏ. Sao kỳ vậy? Màu đen to nhất à? Cái màu đen to nhất hả? Để tí chị kiểm tra lại nhé, chị đang like cái. À rồi rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À vậy hả, lấy con này đấy chị, xinh lắm trời ơi. Hàng đuôi cá này, dáng cực dài luôn. Đẹp lắm chị ơi, lấy con này đi. Con đỏ này là 200.000 này. Em mặc cho chị coi. Em có cái này nguyên một set này. Mấy cái luôn chị có lấy không? Set SM á. Nó giống nhau á, lấy nguyên một bộ. Đây chị, hàng đuôi cá nhá. Này em thấp lắm, em mặc nó không thành cái đuôi cá. Chị nào mà cao cao mặc thì xinh. Hàng đuôi cá eo 68-70 sẽ. Hàng đuôi cá này cực kỳ xinh luôn. Eo 68-70 mang vừa mã đỏ. Đỏ cho em nhá. Đỏ là cái gì nào? Đỏ 200.000. Người đỏ chất đỏ, đỏ 200. Chị nào mà size S em 68-70 thôi. Nên em có nguyên set này chị này. Set SM. Dáng dài tay lỡ. Dáng dài tay lỡ nhá. Rồi chị đặng đổ. Ai à, chị đặng à.
chị đặng đỗ lên số cho em chị ơi, lấy thì lên số cho em nhé, xinh lắm. Đây này chị lấy nguyên set không, em có mấy cái luôn, lấy nguyên set thì em bán rẻ, còn lấy một hai cái thì nó mắc hơn một xíu nhá. Con này nguyên một set của nó này, có mấy cái luôn, thì mặc cho chị coi form. Nhưng mà nó chỉ có size S, M, size L nó chỉ có 1-2 chiếc thôi. Còn phần đa là S, M là nhiều. Phần đa là size S, M. Xinh lắm luôn các chị này. Chị tóc mây, có áo dài mẹ. À không chị ơi, bên em không có áo dài. Ủa? Này em ướm cho các chị coi này. Đó, màu xanh nhá, dáng lỡ đây lỡ. Nó còn nguyên tang nguyên mát luôn chị này, nó chưa tháo luôn đấy chị ơi. Tháo này ra có nhìn nó. Nó còn tang còn mát luôn này chị. Rồi đây chị nào mà sẽ S, M nhá. S, M và L. Này cổ về cho em chị này. Chị nào lấy nguyên set không chị ơi? Nguyên một set luôn, chắc phải gần 10 cái á. Rồi chị Hiền Nguyễn lên eo. L eo bao nhiêu, ngực bao nhiêu? Em nghĩ L này L nhỏ ấy chị. L này sợ không lớn đâu. L này là L nằm giữa ML á. Nằm giữa ML cho em nhé. Nhưng mà xinh á. Mặc lên form hơi bị xinh luôn. Mặc lên form của từ xinh, mối tội là nó có nguyên một set, chị nào lấy nguyên set không các chị ạ? Lấy nguyên set em bán rẻ cho. Chị lên số rồi kìa, con không thấy nhá. Chụp thì nữa, một mình kiếm cho mệt hả? Nhưng đưa cả mớ bịch đấy. Nên dùng cả mớ ra đấy. Dậy ra, em lấy, trong này hết rồi. Rồi con này nó là áo chị nhá. Con này nó là áo, lấy chị một con áo tím này có xẻ tà hai bên. Một con áo xẻ tà hai bên cho em, chị nào mà size S, M. Có độ co giãn cho em nhá. Lấy mặc áo, áo 30.000 mặc áo 30. Chị nào mà sẽ SM mang vừa về mặc áo cho em, áo 30.000 mặc áo này. Áo 30 nhá, chị nào sẽ SM. SM mang vừa lấy áo cho áo, áo 30. Rồi lấy chị con tím này. Lấy chị con hoa tím, chị nào size lớn lớn này. Con này vải nó hơi dày một xíu nhá. Con này vải hơi dày một xíu chị ơi. Con này chị nào eo tới 86 đến 88. Áo tím 30 của chị có may. Rồi eo 86 đến 88 mang vừa cho em, size lớn cho em, mã 88 đi. Mã 88, eo 88 cho em 30.000 nhá. 30k mã 88, eo 88. 30. Mã tím hết, áo tím của chị kia lấy rồi. Áo trắng hả? Rồi ok. Này có chị Thùy, Nguyễn Thùy Dương. Này 32 cái này, một cái 30. Này có chị có may. Rồi con vàng này nhá. Con vàng này chị nào eo 68-70. Từ đó có chị lấy đây kìa. Rồi con này chị nào eo 68-70. Chị nào lấy mã vàng. Vàng 50 nhá. Một con caro màu vàng. Lấy vàng chất vàng. Vàng 50 chị nào sẽ ép. Màu trắng này á chị? Được 2 ngày. Con trắng này hả? Màu đỏ á chị? Màu đỏ có nhưng mà giờ còn toàn size nhỏ hả chị ơi? Rồi con này chị nào sẽ S, M, mạng 42. Cái đó chị có may 30. Cái này của chị Nguyễn Thùy Dương 30. Rồi con này chị nào eo 72-74 mang vừa mặc 42. Mặc 42-120 nhá. 42-120. Còn con này là màu vàng ấy chị ơi, không phải màu trắng đâu, màu vàng nhẹ. Eo 70-71. Con đó 30.
muốn tìm được. Rồi size nhỏ, con này là lụa hai lớp dáng dài cho em ạ. Giá 70-71. Chị nào lấy siêu phẩm nhá, lấy siêu phẩm, rất siêu phẩm là 230. Siêu phẩm 230.000, chị nào mà rồi ok chị. Em chào chị nha. Ok ok chị. Con này xinh này chị này. Con này sẽ SM có độ co giãn cho em. Xẻ một bên nhá. Mã 56. Mã 56 cho em 130.000, mã 56. Mã 56 130. Chị nào lấy 56 chấp 56 cho em. 56 130. Mã 56 130. Vuông xanh này á. Cũng vậy á chị ơi. Eo 74. Con này cũng 120 nhá. Eo 74 mang vừa. Con này lụa hai lớp. Con này là lụa hai lớp dáng dài, a dáng lỡ. Cũng eo 74 mang vừa. Con này cũng 130 luôn chị này. Con này cũng 130.000 nhá, với mã 30. Mã 30 cho 130.000, eo 74 mang vừa. Con này cũng là hàng lụa cho em chị này. Lụa hai lớp dáng lỡ. Lấy mã 30. Mã 30, 130, eo 72, 74. Sẽ SM được vừa cho em. SM mang vừa. Xinh lắm chị ơi. Đó, tiền đồ 40. Tiền đồ 40. Trên đây con kim sa này không? Lên chị con kim sa này. Kim sa này cũng là đuôi cá nhá. Con này cũng là đuôi cá cho em. Chị là eo 68-70. Rồi. Con này cũng là đuôi cá nhẹ cho em. Nó là hàng kim sa nhá. Eo 68-70. Lấy kim sa chốt kim sa. Không nói không cho. Kim sa 170 chị nhá. Kim sa cho em 170.000. Không có cái đấy. Ông Hải ngày xưa ông mất mấy triệu tiền thuốc mà bây giờ như vậy. Chị Thanh Nguyễn có áo dài say. Không có chị ơi. Ông Hải. Ông Hải đang giận nhá. Bây giờ thử hôm trước mà thử 45 tiếng thôi. Mình không uống cái đấy. Ngày xưa cô Dung cũng uống bỏ nó. Uống cái đó nó tích nước. Nó phù mặt phù người lên. Không có uống một thứ đó. Mất đứa con đầy đầy phải bệnh được. Rồi đây chị con đuôi cá này. Lên mấy con nữa xuống ngay chị ơi. Lên vài con nữa em xuống like nhé. Rồi một con đuôi cá. Cái con này chị nào mà size SML là vừa nhá. Nó có độ co giãn cho em. SML mang vừa là mã cá này. Mã cá cho em. Cá, cá chứ nhỉ. Cá 60. Mã cá cho em 60.000 mã cá này. Cá 60 nhá. SML mang vừa cho em. Lấy cá chứ. Cá, cá, cá 60. Chị nào SML để mang vừa. Có cái nào màu mè size màu hả? Màu mè sai màu á chị. Đây này chị này, con này xinh này. Con này đẹp vậy không lấy á chị. Có độ co giãn, sẽ tào một bên cho em. Con này cực kỳ xinh luôn mà không ưng nữa chị ơi. Con này lấy thì chốt mã. Mã 56. Mã 56 130 nhá. Mã 56 130 mặt cho các chị coi. Cái này các chị không ưng thì lấy cái gì đây trời. Con này mà không ưng thì lấy con nào đấy các chị ơi. Trời ơi con này nó xinh như vậy mà không lấy. Hàng này hàng co giãn cho em. Nếu 74 76 có thể bon cho em được nhá. Như 76 thì nó hơi ôm một tí. Còn chị nào em 72-74 thì như thế này cho em. Sẽ SM. Hàng này là cái gì nhỉ. Nó sẽ tàn một bên này. Nó bị xinh luôn chị.
Lấy con này đi chị Nguyễn Minh Tuệ. Con này cực kỳ xinh. Còn toàn màu đỏ nhưng mà nó lại là size nhỏ nhỏ. Đây nhá, con này còn nguyên tang này. Nhưng mà nó rớt mất cái á. Nó rớt mất cái giấy rồi. Đỏ này là đỏ theo cho em. Đỏ này theo hết nhá chị nhá. Nhưng mà đúng lại là size nhỏ. Nào đây chị này. Theo 6870 luôn. Hai bên hông này là theo hết cho em. Cổ này cũng theo nhá. Và con này chị nào eo 6870, chị nào sẽ S mang mua cho em lên mạng 56. Mạng 56 cho 100.000 mạng 56 này. 56 100k. Chị nào sẽ S thôi, eo 6870 thôi các chị nhá. Eo 6870 mang mua lên 56 cho 56. À chị ơi, chị cho thuê hả? Em có con này xinh này. Đây khổ quá. Trang đuôi cá này. Đuôi cá cho em nhá. Trời ơi con này xinh cực kỳ luôn. Trang đuôi cá SM đây. Cái này các chị mặc lên là nó bệt vai như vậy chị em. Răng cưa thì chị đã xinh chưa. Cái con này cho em nhá. Con này lấy chứ chị à. Nhanh nhiều nhỉ. Cái này không sợ rớt đâu. Ở bên trong là nó có cái gì. Cái này các chị mặc không thể rớt được, tại vì bên trong nó có cái dây này rồi nhá. Mặc không bao giờ rớt được đâu, yên tâm đi. Con này chị nào lên mã. Mã 86. Mã 86 cho em, 150 nhá. Mã 86, 150. Mặc bệt vai cho em. Con này mặc bệt vai này, nó có cái dây ở bên trong, không sợ rớt đâu. Rồi lên mã 86, 150. Hàng là hàng đuôi cá màu đỏ. Màu đỏ đuôi cá cho em cực kỳ xinh luôn này. Chị nào lấy 56, chắc 56. 56, 150 nhá. Rồi có chị nào lấy gì nữa không? Em xuống like đấy các chị ơi. Lấy cho mình cái vàng nữa nhá. Cái vàng nào chị? Vàng caro này á. Vàng caro hay sao chị ơi? Vàng caro này hả? Hay là vàng đuôi cá? Hay là con vàng siêu phẩm? À, chị Đào Hương. Áo đó eo bao nhiêu? Áo đó là eo 70, 72 chị. Eo 72 thôi, size nhỏ á. Size S, size M đầu vừa chị ơi. Eo 72 quay đầu. Chị ơi, chị là Minh chị Nguyễn Minh Huệ, chị mà lấy đỏ nào, lấy vàng nào á? Vàng siêu phẩm, vàng đuôi cá hay là vàng caro? Dạ chị size nhỏ, chị là size S, size M thôi. Rồi em chào tất cả anh chị này. Lấy một màu chị. Lấy một màu là sao chị ơi? Lấy một màu nào? Lấy một màu đỏ, cái nãy chị lấy thôi gì? Có gì nhắn tin cho em nhé chị ơi, nhắn tin comment cho em nhé. Rồi chào tất cả các chị. Không lấy gì nữa, sửa mai đây các chị ơi. Có gì à? Mai em nghỉ rồi. Con nên dọn cái đó gọn và đi rồi đóng cái cửa nó lại. Cửa dưới đóng chưa? Cửa sau mà. Đóng rồi mà chưa khóa.
lấy vàng vàng caro eo bao nhiêu hả? Vàng caro là eo của nó là eo 6870 sẽ ép đi chị ơi. Sẽ ép cho chị eo 6870 thôi. Đây mọi người. Xin chào tất cả các chị. Xin chào tất cả các chị. Có gì à? Ngày mai em nghỉ rồi. Tối nay và ngày mai em nghỉ rồi. Có việc là phải nghỉ rồi đấy chị ơi. Có gì ngày mốt, nếu mà tối mai rảnh thì lên, không thì ngày mốt em lên nhá. Xin chào tất cả các chị.